Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện, anh Nhân Haseyo, Mission Nimita. Quay trở lại phần 78 ngày hôm nay đó quý vị, tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà nhận con nuôi hợp pháp. Và tiếp đó tôi sẽ chia sẻ về một cái bài báo của Công an Nhân dân, Công an Chính thống đưa về cái câu chuyện của một cái anh chàng trước đây có cái nick là Bi Thái Tử nha quý vị. Thì thật sự mà nói rằng là em Bi Thái Tử này á là một cái người trong cái nhóm yêu thương mà đến, vì yêu thương mà đến. Thì đáng lẽ khi mà gặp cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng tất cả những người vì yêu thương mà đến phải lên tiếng để bảo vệ em ấy trước những cái kênh YouTube để mà tấn công cười nhạo em ấy. Thật ra là trong cái câu chuyện của tôi đó quý vị, thì cách đây á, hồi vào cái lúc mà tôi nhập viện đó quý vị, thì cái em Bi Thái Tử này nè cũng có lên binh vực bên phía em nha khoa đó quý vị, tại vì là chị em kết nghĩa với lại em nha khoa mà quý vị, cho nên là em ấy có lên binh em nha khoa và cười nhạo tôi dữ lắm quý vị, và livestream lên nói tôi rất là nhiều về cái vấn đề mà tôi nhập viện đó quý vị. Nhưng mà không vì thế, khi mà thấy người ta bị bắt là bắt đầu là tất cả các kênh YouTube vào câu view để mà đạp người ta. Cho nên tôi mới nói rằng là trong cái câu chuyện tại sao ngày hôm nay tôi chia sẻ cái câu chuyện của cái em Bi Thái Tử này là tại vì á, là theo như tôi biết cái em Bi Thái Tử này lâu rồi quý vị. Tôi biết em Bi Thái Tử này từ hồi cái drama của chị CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì lúc đó là em Bi Thái Tử này cho đến bây giờ thì cũng chỉ là bán hàng online, bán những cái món hàng rất là bình thường. Mà là bây giờ đùng ra lòi ra một cái là nguyên một cái lô hàng rất là lớn pháo lậu, rồi có tàn trữ súng ở trong nhà luôn quý vị. Thì lý do tại sao và sự quen biết với ai và móc nối với ai, và sau khi mà cái vụ mà em Bi Thái Tử này em ấy bị bắt đó quý vị, thì nó có liên quan gì đến cái em Mã Lai này không nha quý vị. Tại vì trước đó đó em Bi Thái Tử này đi qua bên Singapore, mà đi qua bên đó là để gặp em Mã Lai. Thì đây là cái sự nghi vấn của mình thôi nha quý vị, chứ mình không có chắc ăn em Mã Lai có dính vào hay không thì cái này mình không biết được nha quý vị. Để cho công an điều tra thì sẽ biết như thế nào. Còn hiện tại bây giờ là em Bi Thái Tử bị bắt. Thì quý vị thấy không? Khi mà chơi chung với nhau thì lúc nào cũng vì yêu thương mà đến, vì anh em, vì chị em bảo vệ nhau. Thì khi bây giờ tới em Bi Thái Tử bị công an bắt như vậy đó quý vị, không ai dám quen biết luôn. Không ai dám làm thân với thằng nhỏ luôn. Là sợ là khi mà quen biết là sẽ dính vô. Thì đó có gọi là vì yêu thương mà đến, anh em đồ kết nghĩa với nhau không quý vị? Ở đây tôi nói về cái vấn đề là tình người. Mặc dù là em Bi Thái Tử trước đó, em Bi Thái Tử có binh những người khác lên chế nhiễu về cái bệnh của tôi, thậm chí là xúc phạm tôi luôn quý vị. Nhưng không vì thế mà em Bi Thái Tử bị bắt như vậy mà tôi lên tôi cười nhạo và tôi cười trên cái nỗi đau của người khác. Tại vì cái việc làm của em ấy, em ấy làm thì em ấy chịu. Đừng có cười người khác. Cái thứ nhất nè, mình cười trên cái bệnh tật của họ nè. Cái thứ hai nữa, mình cười trên cái sự đổ dở của gia đình người ta nè. Cái thứ ba nữa là mình cười trên cái nỗi đau khi người ta bị bắt nè. Cái đó là một con người sống vô đạo đức quý vị. Tại vì á, là người ta không bị bắt thì cũng tiền ta người ta ăn. Còn nếu như người ta có bị bắt đi chăng nữa thì người ta chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ở đây tôi nói về cái vấn đề anh em đó, anh em với nhau dữ lắm luôn đó. Bây giờ đụng chuyện một cái không ai dám lên tiếng để bảo vệ thằng nhỏ luôn. Đó, những người vì yêu thương mà đến đó, không ai dám lên tiếng để nói nó tiếng nào. Bởi cho nên tôi nói trong cái vấn đề cái xã hội và trong cái nhóm mà yêu thương mà đến, tức là họ chỉ bảo vệ chính họ và họ kéo nhau hùa với nhau như vậy thôi. Nhưng khi gặp chuyện mà cái người nào gặp chuyện rồi bắt đầu nó đạp luôn, chứ không bao giờ nó nói là quen biết quý vị. Và kể cả tất cả các anh em, chị em làm nghề YouTube cũng vậy, đừng cười trên nỗi đau của người ta. Rồi tôi bảo đảm với tất cả mọi người là sau cái vụ việc này nó sẽ lòi ra nhiều thứ. Và nếu như sau này mà cái em Mã Lai đó mà dính vô thật sự là vi phạm pháp luật đó quý vị, tôi bảo đảm với lại tất cả quý vị là các kênh YouTube hiện tại bây giờ á, mà để đứng ra bảo vệ, để hùa theo tân bốc cái em ấy lên đó quý vị. Nhưng nếu khi mà em ấy là tội phạm thật sự đó, là tôi bảo đảm với lại tất cả quý vị là các kênh YouTube mà đang nâng em ấy lên trên trời đó, thì ngay lúc đó các kênh YouTube đó sẽ đạp em ấy xuống địa ngục ngay lập tức. Giống y như hiện tại bây giờ các kênh YouTube đang làm với lại em Bi Thái Tử vậy đó quý vị. Và ở đây á, là cái vụ việc tại sao mà em Bi Thái Tử là chơi với lại những cái người mà nhóm yêu thương mà đến.
mà bây giờ nó lại lòi đùng ra một cái là một cái đường dây buôn lậu pháo rất là lớn. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người, tôi đọc cái bài báo này cho tất cả mọi người cùng nghe, và để coi coi là trong cái đường dây mua bán lậu này nó có dính líu gì đến cái em Mã Lai hay không nha quý vị. Mình có quyền đặt cái dấu chấm hỏi là tại sao là MB Thái Tử này chạy qua bên Singapore để mà lấy hàng gì đó để mà gặp em Mã Lai, mà trước đó là em Mã Lai có đăng lên, quý vị biết rằng ở Việt Nam mình, thậm chí là tất cả các tiệm vàng là không được đổi tiền, không được đổi ngoại tệ đó quý vị. Đổi ngoại tệ chỉ có duy nhất là trong ngân hàng, hoặc là những cái công ty vàng bạc đá quý nào mà đủ cái số tiền để mà thế chân cho nhà nước thì mới được quyền giống như là đại diện cho nhà nước để mà đổi cái số tiền đô. Mà quý vị biết rồi, đổi đô nó rất là rẻ, nó không có lời quý vị ơi. Đổi đô thật sự ra mà nói là một cái tờ 100 đô khi mà mình đổi cho khách hàng, đổi ra đổi vô một tờ lời được có 10.000 hả quý vị. 2 triệu mấy mà lời chỉ được có 10.000 thôi. Chỉ cần 100 đô thôi là đã vi phạm pháp luật, là sẽ bị phạt 400 triệu đồng đó quý vị. Vì cái tội mà đổi đô la mà không được cấp phép đó quý vị. Tất cả các tiệm vàng không được đổi. Mà ở đây á, cái em Mã Lai đăng lên trên cái trang cá nhân của mình luôn là đổi tiền Úc sang tiền Việt Nam, đổi tiền Việt Nam sang tiền Úc, đổi tiền Mã Lai, đổi tiền Singapore. Đó, thì đăng lên trên mạng luôn quý vị. Gan dễ sợ không? Trong khi đó là pháp luật Việt Nam của mình là cấm đổi đô như vậy, là bị vi phạm pháp luật đó quý vị. Mà đăng lên trên trang ngon lành luôn. Rồi còn cái vấn đề ở đây á, của em Bi Thái Tử đó quý vị, tôi chỉ nói như thế này, là mình sống đừng có cái kiểu mà cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Ví dụ tôi bệnh nan y, thì đó là mỗi con người nó có cái số và chịu. Cái số của mình may mắn, nó mạnh khỏe, nó không có bệnh đau gì thì mình mừng. Đừng có đi chế nhạo hay là cười hoặc là trù ẻo cái bệnh của người khác. Khi mình trù người ta đó, người ta không bị gì hết, và chính bản thân mình sẽ nhận lấy những cái ngôn từ mình phát ra để mình trù người ta. Đó, thì trước đây em Bi Thái Tử này trù tôi và cười tôi rất là nhiều, hùa theo những người kia để mà xúc phạm đến tôi. Thì ngay ngày hôm nay á, thì em ấy không có bị bệnh giống y hệt như tôi, nhưng đổi ngược lại em ấy lại bị dính vô pháp lý. Mà bị dính vô cái này thì quý vị biết rằng là nó không có ít năm tù đâu quý vị. Thì cái bài báo để tôi chia sẻ đến cho tất cả mọi người, vì cái đường dây này á, khi mà pháp luật họ đã theo dõi lâu rồi họ mới bắt, chứ không phải là họ bắt đột ngột đâu quý vị. Thì tôi xin mời tất cả mọi người cùng nghe một cái bài báo của Công an Báo Chính Thống nha quý vị, viết về em Bi Thái Tử. Bài báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh bóc gỡ đường dây mua bán pháo nổ hoạt động liên tỉnh. Thủ đoạn rất tinh vi, tức là liên tỉnh là một cái đường dây này rất là lớn nha quý vị. Đăng tải vào ngày 21 tháng 1 năm 2024 vào lúc 20 giờ 48 phút. Bài báo có nội dung như thế này. Tối ngày 21 tháng 1, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 12 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàn trữ pháo nổ liên tỉnh quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đọc cái này là nghe thấy hết hồn quý vị, tại vì em Bi Thái Tử từ nào giờ chỉ có bán hàng online, bán những cái dầu gió rồi nước hoa, những cái rất là đơn giản thôi. Mà tại sao đùng ra mới vừa quen biết những cái người này, mới có mấy tháng thôi mà lại đùng ra cái là liên tỉnh như thế này quý vị. Một cái đường dây này là số tiền rất là lớn chứ không có nhỏ nha quý vị. Đọc tiếp nè. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán năm 2024. Qua công tác nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời thực hiện chỉ đạo Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến các loại tội phạm hoạt động mạnh trong thời điểm cuối năm, Công an quận 12 tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn tàn trữ và vận chuyển hàng cấm là pháo nổ trên địa bàn quận 12. Ban chỉ huy Công an quận 12 chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và làm rõ. Sau thời gian kiên trì đeo bám, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết quả đã xác định đối tượng cầm đầu là Trần Tấn Hòa, tên thường gọi là Bi Thái Tử, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú phường Vĩnh Phúc, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vậy là cái đường dây này đã theo dõi lâu lắm rồi đó quý vị, chứ không phải là mới đây nha. Sau thời gian củng cố tài liệu và chứng cứ, lúc 18 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2024, tức là mười mấy ngày rồi quý vị, 13-14 ngày rồi,
tại địa điểm 112 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, đội cảnh sát hình sự phối hợp với lại công an phường Thạnh Lộc kiểm tra hành chính Trần Tấn Hòa. Sau đó phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tấn Hòa, công an quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa dạng 49 viên. Tại cơ quan công an, Trần Tấn Hòa khai nhận do cần tiền xài nên Hòa mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó mới bán lại cho những người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố tàn trữ vận chuyển hàng cấm. Phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 2024 tại phường Thạnh Lộc, quận 12 để trung tâm điều tra truy xét làm rõ toàn bộ đối tượng có liên quan. Cái câu này mới quan trọng đây quý vị. Toàn bộ những đối tượng có liên quan, quý vị dòm coi, một cái số lượng rất là khủng. Trời ơi, đọc qua đây nói là cần tiền xài để bán trên là trời, cần tiền xài để bán đi trên là xài Tết, không phải vậy. Cái này mà bán ra là xài hết nguyên năm luôn đó quý vị. Không lẽ bây giờ tất cả những người cần tiền xài Tết cái là buôn lậu vậy ha? Mình phải coi cái nào mà làm đúng và cái nào làm sai pháp luật là mình không có đụng vô. Cho nên là những người mà đã có những cái tâm mà để bán những cái hàng lậu, ví dụ như là thuốc lá lậu nè, ví dụ như là hàng cấm nè, ví dụ như là bột trắng nè, rồi bây giờ tới là pháo lậu, những cái hàng này là không thể nào mà dùng cái từ là mua bán để lấy tiền trên lệch xài Tết. Ví dụ như là bây giờ mua bán kiếm tiền trên lệch xài Tết, nó có rất là nhiều những cái món hàng để mình bán. Ví dụ như là mình đi chợ Tân Bình hoặc là chợ lớn, mình mua những cái mặt hàng là quần áo nè, giày dép nè, túi sách nè, mình về mình bán lại để mình lấy chênh lệch đi xài Tết, chứ sao lại mua bán hàng cấm mà dùng cái từ là cần tiền để xài Tết thì như vậy là không có đúng rồi nha quý vị. Rồi tôi quan tâm nhất là cái câu này đây quý vị, là hiện là công an đang tập trung để điều tra truy xét để làm rõ toàn bộ đối tượng có liên quan. Tức là khi mà em Bi Thái Tử này bị bắt rồi đó quý vị, thì sẽ lòi ra những người có liên quan trong đường dây mua bán pháo lậu của em này nha quý vị. Rồi đọc tiếp. Nhận thấy đường dây vụ án quá phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng hoạt động liên tỉnh và có khả năng liên quan đến đường dây vận chuyển mua bán pháo lậu với số lượng rất lớn, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 12 xác nhập chuyên án để tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng. Thì cái này không phải là một đường dây nhỏ quý vị, là mua bán pháo lậu mà nếu như mà để cho công an thành, giám đốc công an thành phố đứng ra chỉ đạo để mà đồng bộ phối hợp, tức là cái đường dây này đã được theo dõi từ lâu chứ không phải là mới đây quý vị. Và khi mà nhìn ở trong cái hình ảnh này đó quý vị, thì không thể nào gọi là mua bán cái số lượng nhỏ được quý vị, mà cái này là nó có một cái đường dây để mà cung cấp cho cả nước luôn rồi quý vị. Cho nên đây là số lượng lớn để mà công an, giám đốc công an để mà phối hợp, để mà hợp chung vô để làm một cái chuyên án, tức là nó không phải là một cái đường dây nhỏ quý vị. Đọc tiếp. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng có liên quan. Tức là hiện tại bây giờ là bắt những cái 4 người thanh niên này là vận chuyển trên cái xe này, thêm MB Thái Tử nữa là mới có 5 người thôi, nhưng sẽ điều tra coi là 5 người này là có liên quan với những người nào đó nữa. Thì bắt đầu qua điều tra thì MB Thái Tử và 4 người này sẽ khai ra là ai trong đường dây này nữa, tại vì đây là một cái đường dây lớn, nó cả nước luôn rồi quý vị. Và cái số lượng này là cung cấp cho cả nước chứ không phải là chỉ bán nhỏ lẻ. Đọc tiếp nè quý vị. Lúc 17 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024 tại khu vực đường Vĩnh Phú 30, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, công an quận 12 phối hợp với công an phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương kiểm tra 2 xe ô tô, phát hiện 2 xe có 10 thùng cạc tông chứa 100 dàn pháo và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh, tổng trọng lượng gồm là 350 kg pháo nổ và một vật có hình dạng súng bằng kim loại, đồng thời đưa 4 đối tượng trên 2 chiếc xe ô tô về trụ sở làm việc, trong đó có Lê Viết Nhật Minh sinh năm 93, hộ khẩu là Tân Phú, Trần Xuân Giang sinh năm 93, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Dương, Trần Thái Thanh Phương sinh năm 89, hộ khẩu thường trú là tỉnh Đồng Nai. Tức là vận chuyển cái hàng này và trên xe là có súng luôn quý vị. Ghê không? Nó làm như là vận chuyển hàng trắng vậy đó quý vị. Thì cho nên là không thể nào là một cái đường dây mua bán lậu bình thường rồi quý vị. Tại vì
thường á, là ví dụ như ở đường dây Campuchia tôi biết á, tại vì mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó gần đường dây Campuchia, thì họ vận chuyển về thuốc lá lậu nè, rồi vận chuyển về vàng lậu nè quý vị. Tại vì cái vàng ký á, cái đường dây mà bên Campuchia đi về Việt Nam mình á, thì công an bên tỉnh Tây Ninh đó quý vị, thì phối hợp với lại công an thành phố á, thì bắt rất là nhiều cái đường dây vận chuyển vàng lậu quý vị, tức là vàng ký, vàng thô á, vận chuyển từ đường bên Campuchia về Việt Nam, với lại là vận chuyển thuốc lá lậu về Việt Nam. Mà những đối tượng đó người ta cũng không có dùng súng nữa, mà đây là mình vận chuyển là pháo lậu thôi mà đã có dùng súng rồi, rất là nguy hiểm quý vị. Có thể là khi mà điều tra mở rộng nó có thể là lòi ra những cái mà buôn lậu khác nữa. Cho nên là vụ này rất là lớn đây quý vị. Đọc tiếp nè. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận trên đường giao pháo cho khách. Xe chở pháo đi sau và xe đi trước để cảnh giới, tức là xe đi trước để dò đường đó quý vị. Thông báo nếu lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện. Khi đối tượng đến khu vực đường Vĩnh Phú 30, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì công an kiểm tra. Ngay khi phát hiện có công an, một đối tượng đã ném vật có hình dạng súng bằng kim loại ra ngoài để phi tang. Tuy nhiên, cả 4 đối tượng đều bị lực lượng công an khống chế bắt giữ, thu giữ tang vật có liên quan. Quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an nhận định đây là nhóm đối tượng có tiền án tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện, có phân giai trong vai trò để tẩu thoát khi bị lộ. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của công an quận 12 và đơn vị liên quan cùng sự quyết tâm của ban chuyên án, công an quận 12 đã bắt giữ nhóm đối tượng kịp thời, ngăn chặn số lượng pháo lớn lậu thẩm ra ngoài thị trường. Đây là một cái chuyên án, gọi là chuyên án chứ không phải là bắt bất ngờ nha quý vị. Ví dụ như là trên đường vận chuyển, mà nếu như mà bắt bất ngờ nó khác. Còn gọi là chuyên án, tức là cái chuyên án đó được theo dõi từ lâu thì hôm nay mới bắt được đó quý vị, chứ không phải là đột nhiên mà kiểm tra trên đường mà bắt nha quý vị. Vậy là cái đường dây này nó đã hoạt động lâu rồi, và những người hoạt động cái đường dây này toàn là những người có tiền án tiền sự. Vậy thì MV Thái Tử này là sao, đúng không quý vị? Cho nên lý do đó, rất là nhiều người nói là tại sao tôi không có ở trong nhóm, là tại vì tôi là đã nghỉ hưu rồi quý vị, và tôi không có nhu cầu để làm kiếm tiền, và tôi cũng không có nhu cầu để kết hợp để mà mở rộng mối quan hệ để làm ăn. Cho nên khi mà tôi thấy trong cái nhóm gọi là yêu thương mà đến, vì yêu thương mà đến đó quý vị, tôi thấy có những thành phần quá phức tạp, nó không hợp với tôi, cho nên là tôi dè ra. Và ngày hôm nay thì đó đã lộ ra từ từ, từng người một đều có vi phạm pháp luật. Cho nên rằng những cái người sau đó nó như thế nào thì mình cứ từ từ, để tất cả mọi người cứ ngồi xem, giống y như là mình xem như là một cái bộ phim dài tập vậy đó quý vị. Chứ đừng vì mà yêu thương mù quáng để mình đi ủng hộ những con người là tội phạm đã nằm trong đường dây chuyên án của nhà nước mình, của công an mình đã âm thầm điều tra rồi nha quý vị. Cho nên rằng là mình yêu thương đúng chỗ, và mình phải coi được cái hành động của những người mà nói là vì yêu thương mà đến, mà vô điều kiện đó quý vị. Chúng ta hãy đặt câu hỏi, không có ai mà đi yêu thương vô điều kiện cả năm trời hết quý vị. Nó có một cái gì ở trong đó, và chúng ta là một cái người dân bình thường thì không thể nào mà nhìn ra được. Tức là tôi nhìn tôi thấy có vấn đề, tôi không biết chắc chắn là trong cái vấn đề đó nó là như thế nào. Chỉ có câu trả lời chính xác là những đồng chí bên ban chuyên án công an á, thì người ta mới điều tra biết ra được mà thôi quý vị. Cho nên chúng ta hãy thật là sáng suốt, và đừng có u mê, và đừng có ủng hộ, và đem cái tình thương của mình không đúng chỗ quý vị. Đừng để cho người ta lừa gạt tình yêu thương của mình. Căn cứ tài liệu chứng cứ theo thu thập được ngày 16 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Trần Tấn Hòa là Bi Thái Tử, Trần Xuân Giang, Trần này họ Trần chắc có lẽ anh em gì rồi, cùng họ luôn với lại Bi Thái Tử nè, Lê Viết Nhật Minh, Trần Thái Thanh Phương về tội tàn trữ vận chuyển hàng cấm. Chết cha. Và các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 phê chuẩn. Qua cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận 12 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác nhận tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tức là đã ra viện kiểm soát rồi quý vị. Thì cho nên là quý vị hãy nghĩ như thế này, là cái ngày mà 21 là cái ngày ra cái quyết định để mà bắt tạm giam,
em Bi Thái Tử này, thì cũng là ngày 21 là cái em Mã Lai đó quý vị có cái đơn triệu tập. Quý vị phải hiểu rằng như thế này, ví dụ như là trong cái câu chuyện của cái em mà con nuôi đó quý vị, quý vị cứ nghĩ đơn giản như thế này, đã có luật sư rồi thì cần gì phải là đại diện phát ngôn, đúng không quý vị? Đó, thì nếu như dính trong cái câu chuyện mà tranh chấp tài sản á, thì ở tòa án mà người ta mời cái cô mà đại diện phát ngôn cho cái người con đó, thì người ta gửi cái thư mời. Cái thư mời là ngày hôm đó có mặt tại tòa án để cung cấp hoặc là trả lời những cái gì liên quan đến cái vấn đề mà tranh chấp tài sản. Còn đằng này là cái đơn triệu tập. Đơn triệu tập là khác nha quý vị. Tức là đơn triệu tập nó có liên quan đến một cái vụ án nào đó, cho nên mới nhận cái đơn triệu tập. Quý vị hiểu rõ không? Tại sao là tôi không có muốn nói về cái vấn đề này, nhưng cũng vì tôi, một phần tại tiếng nói của tôi nó lan rộng quá, cho nên là để cho cộng đồng mạng hiểu lầm là về cái người con đó rất tốt. Cho nên bây giờ tôi có trách nhiệm để tôi lên tôi phân tích lại, để cho tất cả mọi người thấy ra được giống y hệt như tôi. Mình hãy yêu thương cho đúng chỗ, và mình hãy giúp đỡ cho những người nghèo đúng thật sự là người ta nghèo, chứ không phải là mình bị người ta lợi dụng tình thương. Và chính bản thân tôi cũng giống y hệt như vậy, cho nên tôi có trách nhiệm. Trước đây tiếng nói của tôi nó lan tỏa đến mọi người để yêu thương một người, thì bây giờ cũng vì tiếng nói của tôi sẽ phân tích để vạch trần những con người xấu xa lợi dụng tình thương của chúng ta nha quý vị. Trong cái bài báo này thì em Bi Thái Tử này bị bắt là ngày 9 tây tháng 1, và đến ngày 11 tây tháng 1 là khám xét nhà của em ấy. Và đến ngày 16 tây tháng 1, tức là cách nhau chỉ có 4 ngày sau thôi, là đã ra quyết định bắt tạm giam bị can rồi quý vị, và điều tra mở rộng. Tức là trong vụ án này, trong vụ án mà đường dây vận chuyển hàng cấm, dùng cái từ là hàng cấm nha quý vị, thì cái bột tráng cũng gọi là hàng cấm. Cho nên là khi bắt rồi, khai báo hết rồi, vẫn còn tiếp tục điều tra mở rộng. Tức là vụ án này nó không khép lại ở đây, mà nó còn có liên quan rất là nhiều đối tượng khác nữa. Đó, cho nên mới là củng cố chứng cứ để điều tra mở rộng đó quý vị. Thì trong cái vụ án của cái em Bi Thái Tử này, nó có liên quan đến em Mã Lai hay không? Mình đặt câu hỏi đi quý vị. Mình đặt câu hỏi đi. Tại vì là mới chơi nhau có mấy tháng thôi, mà em Mã Lai thì lại bị rất là nhiều người lên tố về cái vấn đề mà ở bên Mã Lai bị truy nã, rồi ở bên Mã Lai là đi cướp tài sản của người khác. Nếu thật sự mình không có thì không thể nào có những cái hình ảnh đó đưa lên quý vị. Vì muốn mà đi hại bất kỳ một người nào, hoặc là muốn để mà đi tố giác một người nào đó, mình phải có chứng cứ. Và những cái chứng cứ của những cái người mà lên tố giác em Mã Lai này, đó là cái tài khoản Facebook của Tiết Bông và một cái tài khoản của Facebook của Hồ Tuyền. Thì nếu thật sự là em Mã Lai này không phải là người vi phạm, không phải là người bị lệnh truy nã, và không phải là người đi cướp của tài sản của người khác, thì em Mã Lai này phải làm đơn kiện hai người kia. Tại vì đó là một cái tội vu khống rất lớn quý vị. Tại sao trong thời gian rất dài mấy tháng mà em Mã Lai này không làm đơn kiện những người vu khống mình? Tức là mình có thật quý vị. Cho nên quý vị phải thật sự là sáng suốt để nhìn ra ai là người tốt và ai là người xấu quý vị. Mình không thể nào mình cổ suý những cái người đầu trộm đuôi cướp được quý vị. Mình phải thật là sáng suốt. Còn trong cái xã hội này, dĩ nhiên là chúng ta đều có tình yêu thương cả. Mình thấy người nào mà bị yếu thế, dĩ nhiên là mình binh. Hoặc là mình thấy những người bị ăn hiếp, những trẻ em đầu đường, những người già neo đơn khổ, những đứa mà đi xin ăn ở ngoài đường, dĩ nhiên là tình thương và tình người của mỗi con người đều có. Nhưng chúng ta phải thật sự là sáng suốt để mình nhìn ra coi là những người đó có thật sự là đáng thương hay không, hay họ lợi dụng tình thương của mình và họ bắt tay với những người tội phạm quý vị. Cho nên chúng ta phải thật là sáng suốt trong cái vấn đề này. Đầu tiên thì tôi thấy tất cả các kênh YouTube là ngày hôm qua đó quý vị, thì đưa thông tin em Bi Thái Tử này bị bắt. Mà tôi thì không có tin, tại vì hiện tại bây giờ tất cả các kênh YouTube đó quý vị, không phải kênh nào cũng có tiếng nói trung thực. Cho nên tôi lắng lại để tôi xem coi có thật sự có phải là cái em mà bị bắt này là em Bi Thái Tử hay không. Thì tôi mới lên trên mạng đó quý vị, thì tôi tra ra thì tất cả các trang báo chính thống của Công an Nhân dân, rồi của Công an, rồi của báo Tuổi Trẻ, rồi rất là nhiều báo quý vị, báo Mới, rồi báo Zin, có rất là nhiều báo, báo Người Lao Động, báo Mới, có rất là nhiều báo đưa thông tin về em Bi Thái Tử này. Thì sau đó tôi mới vô tôi xem, thì tôi mới dám đưa thông tin đến tất cả mọi người.
Cho nên hiện tại bây giờ tôi rất là sợ những cái kênh YouTube. Những cái kênh YouTube hầu như là họ không cần biết là đưa tin sự thật hay là sai sự thật. Họ chỉ cần giật cái tích, họ chỉ cần có nhiều view, nhiều người vào xem cái clip của họ là được. Chứ họ không cần là những cái đó nói đúng hay sai. Dù họ bịa chuyện ra họ nói sai, mà nếu như có nhiều lượt xem thì họ vẫn chấp nhận tiếp tục để bịa chuyện ra tiếp, để mà câu view câu like đó quý vị. Thì những cái việc làm đó không có đạo đức quý vị ơi. Thì quay trở lại cái câu chuyện của MB Thái Tử đó quý vị, thì tôi chỉ nói một câu như thế này, là trước đây MB Thái Tử cũng hùa theo cái xấu để mà chế giễu, để mà xúc phạm tôi. Thì bây giờ đó, thời gian không bao lâu là đã bị báo ứng, là mình đã bị bắt rồi quý vị. Ông trời ông không phạt mình về vấn đề bệnh hoạn, ông sẽ phạt mình về cái vấn đề khác. Ở đây tôi nói về vấn đề đạo đức quý vị. Còn việc mà MB Thái Tử bị bắt thì tôi không bao giờ là lên cười nhạo hay là mừng vì em ấy bị bắt. Tại vì đó, những cái việc làm đó, những cái ngôn từ đó là dành cho những người sống vô đạo đức quý vị. Ở đây tôi chỉ nói về cái vấn đề là MB Thái Tử đã sống không tốt và đã hùa theo những cái xấu như thế nào, và bây giờ mình đã lãnh lấy hậu quả rồi đó quý vị. Thì còn rất là nhiều người, còn rất là nhiều người nữa quý vị làm những cái việc rất là ác, thì để đó ông trời ổng sẽ quả báo liền ngay lập tức, không có quả báo kiếp sau đâu quý vị. Thì trong cái câu chuyện của MB Thái Tử đó quý vị, thì kết nghĩa với lại một cái chị ruột, gọi là chị ruột, vì binh chị ruột mà xúc phạm đến tôi, chửi rủa tôi đó quý vị. Không cần biết đúng hay sai, tôi thú thật với lại quý vị, dù là cha mẹ tôi hay là anh chị ruột trong nhà của tôi, nếu như họ làm sai mà tôi khuyên họ không được, tôi sẽ nín, chứ không bao giờ tôi hùa theo họ để làm những cái việc xấu để xúc phạm người khác quý vị. Nhưng MB Thái Tử đã làm cái việc đó với tôi vì binh cái người chị ruột nha khoa của mình đó quý vị. Vậy thì bây giờ khi em bị như vậy, cái người chị ruột đó đó có cứu em không? Cái người chị ruột đó là có thân thế rất là khủng, có ra tay để cứu em không? Hay là bây giờ là người ta chạy, hoặc người ta xóa hết những hình ảnh mà em chụp hình với người ta, để làm chi? Để cho em không phải liên lụy đến người ta. Đó là như vậy. Sống ở xã hội này nó tàn nhẫn vì tiền họ là như vậy, chứ họ không có sống tình cảm đâu. Đừng vì cái kiểu như là u mê hoặc là hùa theo, thấy người ta làm xấu bắt đầu là mình hùa theo người ta. Khi mình gặp chuyện đó người ta đạp mình luôn, có ai lên tiếng để bảo vệ em không? Em lên em binh vực quá trời luôn đó, thì cái em mà đứa em con nuôi đó có lên tiếng để binh em không? Bây giờ tất cả các kênh YouTube đều đưa tin để mà cười, cười trên nỗi đau vì em bị bắt. Thì cái em con nuôi đó có bao giờ lên cái status rằng là anh chị em YouTube ơi, đừng có đưa thông tin nói như vậy, vì MB Thái Tử bị bắt như vậy là đã tội nghiệp em ấy rồi, đừng có đưa thông tin cười nhạo em ấy nữa. Có không quý vị? Có cái status nào để mà ngăn chặn là YouTuber đừng nói không quý vị? Chỉ cần một cái status thôi, không bao giờ có, đúng không? Rồi còn cái em mà Mã Lai đó quý vị, cũng chị em đầu quá trời luôn đó quý vị. Vậy thì bây giờ không nhảy ra cứu đi, hoặc là giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng nói thôi. Tại vì bây giờ là cái tiếng nói của cái em Mã Lai rất là mạnh ở trên cộng đồng mạng. Em ấy hô mưa gọi gió, tức là em ấy hét một cái là la lửa, em ấy nói cái gì thì fan cũng tin hết trơn. Vậy thì dù sao cũng là trong nhóm yêu thương mà đến, vì yêu thương mà đến đó. Thì bây giờ là MB gặp nạn như vậy đó, mình không giúp về được mặt pháp luật, thì bây giờ mình giúp về mặt tiếng nói thôi. Kêu gọi mọi người đừng có lên đưa đăng tải những cái hình ảnh và những cái bài mà MB bị bắt như vậy. Mong mọi người là đừng đưa thông tin hay là cười nhạo, chế nhạo em ấy, hoặc là chửi rủa em ấy đáng đời, đúng không quý vị? Chỉ cần một tiếng nói của mình thôi, mình cũng giúp được cho người ta. Tại vì dù sao người ta cũng là trong nhóm của mình đó, trong nhóm vì yêu thương mà đến, nó tại sao không có tiếng nói nào hết vậy? Đó thì tôi bảo đảm với tất cả mọi người á, nếu như sau này cái em mà hét ra lửa đó, cái em mà Mã Lai đó quý vị, nếu như mà bị công an điều tra bắt giống y hệt như vậy đó quý vị, thì tôi bảo đảm với tất cả quý vị á, là những kênh YouTube mà đưa em ấy lên trên trời á, là ca ngợi là chị đại, cái gì cũng chị, cái gì cũng chị. Xong nếu như mà gặp chuyện giống y như MB Thái Tử, tôi bảo đảm với lại tất cả quý vị là các kênh YouTube đó cũng sẽ đem ra mổ xẻ, cười nhạo và thậm chí đạp xuống giống y hệt như MB Thái Tử luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ một cái bài của một cái vị khán giả này nói về cái vấn đề mà của cô Ma Thông nha quý vị. Và sau đó tôi sẽ chia sẻ một cái luật mà để nhận con nuôi như thế nào. Tại sao ngày hôm nay tôi chia sẻ cái này thì để tôi chia sẻ cái
bài này của cái khán giả này trước. Xong tôi sẽ chia sẻ về một cái luật nhận con nuôi nha quý vị. Vì sao mà trong cái câu chuyện mà tranh chấp tài sản đó quý vị, thì cái bên gia đình của em của anh nghệ sĩ lại người ta không có nắm cái gì. Hồi lúc đó tôi nói đâu phải là bên phía bên kia người ta ngu mà lại đi tranh chấp khi biết mình là thua quý vị. Thì bây giờ vì sao mà để họ đứng ra tranh chấp về cái vấn đề này, là về cái vấn đề là con nuôi hợp pháp và không hợp pháp nha quý vị. Vì trước đây tôi nói như thế này, tôi nói rằng là nếu như là dù là có con nuôi nhưng là con nuôi hợp pháp vẫn hưởng được cái tài sản của cái người cha nuôi đó để lại. Nhưng bây giờ cái vấn đề là con nuôi hợp pháp hay là không hợp pháp nha quý vị. Chia sẻ cái cu ma thông này trước đi, rồi cái vấn đề con nuôi hợp pháp hay không hợp pháp chia sẻ tiếp quý vị. Rồi, có một vị khán giả gửi về như thế này. Vì cái câu chuyện của cái em Mã Lai mà lên nói rằng là những cái con búp bê đó là để cho con của mình chơi và chụp lên. Quý vị biết là cái hình mà thường những đứa nít mà nó chơi em bé đó quý vị, nó chơi em bé mà từ năm 2011, năm 2012 mà hôm nay nó đã là mười mấy năm rồi, thì cái con búp bê đó chắc văng đầu, văng tay, văng chân hết trơn rồi. Chứ nó không có còn đẹp, nó không còn sạch sẽ giống y hệt như vậy. Tức là em ấy mỗi lần mà khi người ta nói cái gì, ủa mình không có, mình lên mình giải thích làm chi, đúng không quý vị? Đó, thì mỗi lần mà bị bên phía cái em mà tố giác mình á, là cái em có cái nít tiết bông á, lên tố giác mình thì lại lên giải thích quanh co đồ này kia. Đó, thì em ấy nói rằng là những cái con đó là không phải là cu ma thông mà chỉ là búp bê người ta tặng cho con chơi. Nếu như mà con mình nó chơi mà mười mấy năm là nó không có mới như cái kiểu đó quý vị. Những cái con mà cho con mình chơi là con búp bê, còn cu ma thông là nó khác nha quý vị. Đó, thì em ấy có lên nói là nếu như mà em ấy chơi cu ma thông á, là sẽ là khớp cái mỏ tôi trước. Tôi chỉ nói cho em biết như thế này, tà không thể nào thắng được chánh. Tuy rằng hiện tại bây giờ tôi gặp rất là nhiều người khán giả hiểu lầm và quay lưng tôi, là tại vì hiện tại bây giờ là cái sức ảnh hưởng của em nó rất lớn. Em hét ra lửa luôn, cho nên em nói cái gì người ta cũng tin. Nhưng tôi tin rằng sẽ có một ngày, không xa thôi quý vị, gần đây thôi, không xa, thì tất cả những người mà đang bị em ấy dẫn dắt, đang bị u mê đó quý vị, sẽ sáng mắt ra, sẽ biết được con người của em ấy là ai. Có những người u mê đến nỗi rằng là quá khứ của người ta không quan trọng, mà quan trọng là hiện tại người ta là người tốt. Vậy thì bỏ cả gia đình của mình nguyên cả năm, trong khi đó mình có 5 đứa con và có một cái gia đình hạnh phúc, theo như tôi nghĩ, tôi nhận xét theo kiểu tôi đi quý vị. Có một cái gia đình hạnh phúc, có ai bỏ gia đình mình gần cả năm trời để đi giúp một người dân không quý vị? Nó chỉ ngoại trừ là công việc làm ăn, chỉ ngoại trừ là những cái việc đó mình làm có lợi cho mình mới bỏ cả gia đình mình. Vì gì? Vì mưu sinh để kiếm tiền, để lo cho gia đình, bắt buộc phải xa gia đình gần cả năm trời. Chứ nếu như mà vì yêu thương một người xa lạ ở trên mạng để đến giúp đỡ cho họ, để bỏ gia đình mình để đi bảo vệ một cái người đó, thì quý vị ơi, sáng mắt ra giùm tôi, có ai tốt như vậy không? Và trong cái trường hợp của cái cô con gái nuôi này đó quý vị, thì cô ấy có nghèo không? Không có nghèo. Cô ấy có khổ ở ngoài đầu đường xó chợ như những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ở ngoài đường đi xin ăn không quý vị? Không hề. Em ấy hiện tại bây giờ sống rất tốt, cuộc sống rất là đầy đủ, thậm chí là mua bán hàng thu nhập hàng tháng vô tới mấy tỷ, có nghèo hôn mà phải cần ở bên cạnh suốt 24/24 trong gần một năm nay để bảo vệ không quý vị? Vì thương vậy hả? Nếu thật sự con người ta nó có một cái tình yêu thương những người nghèo khổ đó quý vị, nếu thật sự mà có cái tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ, thì người ta thật sự sẽ đi tìm những mảnh đời khác để giúp đỡ nữa, chứ không phải chỉ giúp đỡ một cái trường hợp này. Và trong khi đó tôi nhìn nhận rằng cái lúc từ đầu mình nhìn mình thấy cũng tội nghiệp đó, mình tới mình thương để mình bảo vệ. Nhưng hiện tại bây giờ cái cô con gái nuôi đó đã ổn định rồi, thậm chí còn giàu hơn mình nữa. Người ta có nhà, có cửa, có chồng con bên cạnh, 5 đứa con, 2 đứa cháu ngoại. Cuộc sống của người ta rất là đủ đầy, trong khi mình hiện tại bây giờ cuộc sống của mình đang bị vất vả vất vưởng ở ngoài đường. Cha mẹ của mình không có tiền để xây một cái căn nhà để cho nó đàng hoàng để ở nữa. Một cái căn cấp 4, gọi là cấp 4 lụp xụp, chứ không phải là một cái căn cấp 4 mà khang trang nữa.
cha mẹ mình không lo, mà mình lại đi lo cho người khác bạc tỷ hả quý vị? Bỏ hết công sức thời gian ra để lo cho người khác, mà trong khi cái người mà đang nhận sự giúp đỡ đó, em ấy không có nghèo, em ấy không có khổ, và chính bản thân của mình khổ hơn người ta. Vậy sao gọi là đi giúp đỡ được quý vị? Cho nên tôi mong tất cả mọi người hãy thật sự sáng suốt. Vì sao? Tại vì đầu tiên khi tôi đến với cái em này, tôi vô tình tôi lướt tôi thấy, và vì tình thương con người tôi đứng ra để tôi có tiếng nói để tôi bảo vệ em ấy. Nhưng sau này càng ngày càng về sau, tôi thấy em này diễn và lố, và cuộc sống của em này, lối sống của em này là một cái lối sống của con người vô ơn, không có biết mang ơn những người giúp đỡ cho mình. Đó, thì tại sao ngày hôm nay tôi vẫn lên đây để tôi ngồi tôi nói? Tại vì tôi cũng có một phần để đưa em ấy đến cộng đồng. Vì những cái bài phân tích của tôi rất là cặn kẽ để đưa em ấy đến cộng đồng. Chứ hồi lúc thời điểm đó thì người ta chỉ biết ồn ào như vậy thôi, chứ người ta không biết chính xác cặn kẽ như thế nào. Và chính bản thân tôi là người phân tích cặn kẽ để đem những người khán giả cộng đồng mạng đem tình thương đến để thương cho em ấy. Đúng không quý vị? Quay trở lại cái em mà giúp đỡ, cái em mà Mã Lai. Thì bây giờ nhà gia đình người ta, chồng con người ta, con cái người ta đề huề, gia đình người ta, công ăn việc làm ta như vậy, mà mình vẫn theo mình giúp đỡ cái con bé vẫn tội nghiệp làm sao, trong khi gia đình của mình giờ gần Tết rồi, mình không về để lo lắng cho con mình, không về lo lắng cho gia đình của mình, rồi cha mẹ của mình nữa. Đúng không quý vị? Nếu mình phải chứng minh cho người ta thấy tôi là người giàu thật sự và tôi không cần thiết phải đi làm, vì tài sản của tôi nó có hàng trăm ngàn tỷ rồi, bây giờ tôi không cần đi làm nữa, tôi chỉ cần đi làm từ thiện thôi. Và nếu như thật sự có cái tâm mà thật sự giàu có để đi làm từ thiện thì sẽ cho rất nhiều người đi từ thiện rất nhiều nơi, chứ không phải có một nơi ngay chỗ cái căn nhà đó để giúp đỡ cho một cái em đó. Và hiện tại bây giờ em đó là có một cái cuộc sống giàu sang hơn rất nhiều người khác, mình vẫn đến mình giúp. Vậy thì có phải là mình giúp vì cái lợi cho mình hay không? Hay là mình đến mình giúp vì hợp tác làm ăn? Đúng không quý vị? Mình phải đặt câu hỏi ra, chứ không phải là mình yêu thương cái là bắt đầu mình mù quáng, mình che hết cái lý trí của mình. Tôi tin rằng tất cả các anh chị đều có kiến thức để nhìn nhận. Phải thật sự nhìn nhận ra coi, có ai bỏ gia đình mình nguyên một năm trời để đi giúp? Phải chi mà bây giờ nó nghèo khổ, nó không có nhà nó ở, nó lê lết ở ngoài đường cái em con nuôi. Thì bây giờ đến để xây cho nó một căn nhà, bây giờ đến để tạo cho nó một công ăn việc làm. Nó ổn định rồi thì mình phải đi về chứ quý vị. Chứ tại sao mình vẫn còn ở đó? Còn cái việc pháp lý thì mình có bỏ tiền ra, mình nói mình thuê luật sư cho nó rồi, thì cái người luật sư đó sẽ có trách nhiệm để thông báo cho mình những việc liên quan đến việc tranh chấp đó. Thì khi nào mà cái nào mà gây cấn quá và cái nào cần thiết đến mình quá thì mình chạy đến, còn không rồi mình vẫn về mình lo cho gia đình mình. Mình đã giúp đỡ như vậy là xây nhà cho nó nè, tạo công ăn việc làm cho nó nè, thuê luật sư luôn hẳn cho nó. Về cái vấn đề đó thì tình hình mình nắm hết rồi, thì mắc cái gì mình phải bỏ gia đình mình để ở bên cạnh nó, để mà bảo vệ cho nó? Mà trong khi đó là nếu thật sự một người tốt, nếu thật sự là mình là một cái người đại gia đó quý vị, thì không thể nào lên trên mạng để đi chửi lộn với người khác. Và những người mà yêu thương cái em con nuôi này, khi gặp chuyện gì mình là người phải đứng ra để giải quyết những cái mâu thuẫn đó, để tránh trường hợp người ta hiểu lầm cái người mình đang muốn bảo vệ. Chứ không phải là mình lên mình gây hấn để mình chửi những người nào mà nói đến mình đâu quý vị. Rồi tôi xin chia sẻ cái bài của cái vị khán giả này nói về cái cu ma thông nha quý vị. Cô, nếu con quê Mã Lai chơi cu ma thông, cô nhớ nhắn tin với lại mấy youtuber đứng lên chống nó, kêu họ để ý nha cô. Trong các loại bùa ngải, cu ma thông hiện giờ nó đang đứng đầu đó cô. Con này nó vừa làm nghề đó còn chơi cu ma thông, lòng dạ nó ác lắm đó cô. Cu ma thông hiện tại bây giờ hội Phật giáo đang đề nghị chính phủ nước mình không cho những người đi du lịch hoặc có mấy thầy đem nó về bằng đường máy bay nữa. Con đã từng chứng kiến học trò của chồng con nó chơi nên con rất biết và rành về cái con cu ma thông này. Trong các loại bùa ngải, con cu ma thông này nó giết người dã man lắm đó cô. Tự nó là một đứa trẻ con nít không biết gì hết, ai làm gì ba mẹ nó là nó xuống tay ngay liền hả cô. Để con kể cho cô nghe, mấy con cu ma thông nó biết lòng dạ của con người mình luôn đó cô. Con bé vợ của thằng học trò của con nó chơi, chứ thằng chồng của nó thì không có chơi. Do mùa dịch bán quần áo ế, không có tiền trang trải mặt bằng nên làm liều. Thằng nhóc chồng của nó học nghề bên chồng của con xong, về cái shop con bé vợ làm chung cho đỡ tốn tiền mặt bằng. Con bé vợ nó bán quần áo ở dưới, chồng nó thì làm ở trên lầu.
Hôm bữa học trò con nó khai trương, hai vợ chồng con qua chúc mừng khai trương. Cái cô biết làm sao không? Tối mấy con cu ma thông nó nói bé vợ này là vợ chồng của ông thầy đó được đó, chơi với họ được, họ không phải là người xấu hay có tính ganh tị với ai hết, họ là người tốt. Còn mấy người kia là người xấu hay ganh tị giả bộ trước mặt thôi. Thế là thằng nhóc chồng đem qua tiệm của con nói lại cho hai vợ chồng con nghe. Từ lúc đó tụi con không dám qua bên đó nữa. Mấy con cu ma thông nó uống sữa như uống sữa em bé vậy đó cô. Nó biết chỉnh nhạc và nhấp chuột máy tính nữa đó cô. Ớn dữ lắm. Thì qua những cái con cu ma thông này đó quý vị, thì hội Phật giáo nè, với lại các nước là hiện tại bây giờ là người ta cấm chơi cái con cu ma thông. Tại vì á, là cái con cu ma thông á, là làm từ những cái xác của em bé đó quý vị. Và những cái bùa ngải, những người mà chơi cu ma thông đó quý vị, thì những người có cái tâm muốn hại người mới xài những con cu ma thông. Tại vì á, tôi á, thì tôi đi du lịch Thái Lan chắc cũng 7-8 lần gì đó. Tại vì du lịch Thái Lan nó rất là vui và món ăn của nó ngon. Cho nên là mỗi năm á, là vợ chồng tôi đều đi du lịch tour của công ty Thái Lan đó quý vị. Thì qua bên đó thì có những cái người hướng dẫn tour địa phương ở bên bển là họ kể về cái vấn đề cu ma thông. Đó thì nội nghe thôi là đã sợ rồi quý vị. Tức là nuôi nó như là một đứa trẻ, nó rất là nghe lời mình. Và nó chỉ biết mình là cha với mẹ của nó. Và nếu như mà cha mẹ của nó mà bị ai ăn hiếp á, là bắt đầu là nó hại người ta tới bến luôn quý vị. Nó hại cho người ta chết luôn. Cho nên vì sao mà cái em Mã Lai này đó, là những người tiếp cận em ấy là hầu như những người đó đều tin tưởng và đều nghe lời hết trơn hả quý vị. Và em ấy có lên nói rằng nếu như mà em ấy chơi cu ma thông á, là em ấy sẽ khớp cái mỏ tôi lại. Thật sự mà nói là khi mà mình chơi bùa ngải đó quý vị, thì cái bùa ngải đó nó có thể là 80%, 90% những người nghe lời, nhưng còn 10% nó bị phản đó quý vị. Nó bị phản, sẽ không nghe lời em ấy và sẽ không nghe những cái lời bùa ngải của con cu ma thông đó, nó bị phản tác dụng. Thì trong số đó có tôi đó quý vị, cho nên tôi vừa gặp một cái là bắt đầu nó phản, nó không thể nào mà. Tôi có một cái cảm giác là cái người này không phải người tốt, cho nên tôi né ra đó quý vị. Vì sao mà hiện tại bây giờ những người YouTube ở trước cửa nhà của cái em con nuôi đó quý vị thì tất cả đều nghe lời hết. Là vì sao? Là ở gần suốt luôn luôn. Và về nói rằng cái người đó dạy vậy đó, là nó nghe lời mẹ nó dữ lắm. Nhưng mà một khi giống như một đứa con mình nuôi vậy đó, một khi mà nó không hài lòng rồi, bắt đầu nó phản lại, thì cái người mà nuôi cô ma thông đó là chết không kịp ngáp luôn đó quý vị. Tôi nghe nói vậy đó. Cho nên là nói tới cu ma thông là thấy ghê lắm quý vị. Những người mà chơi cu ma thông là những người có một cái đầu óc không có tốt, chỉ muốn hại người mới nuôi cu ma thông. Chứ người đàng hoàng không ai nuôi hết. Chỉ cần vừa nói tới là người ta đã sợ, người ta đã chạy tám xác rồi quý vị. Chứ không ai dám mà đem nó về để mà nuôi hết quý vị. Tại vì nó nói chuyện với mình mỗi ngày luôn quý vị. Và nó uống sữa, mình nuôi nó uống sữa, uống nước ngọt, và hàng ngày hàng giờ đều phải chăm sóc cho nó luôn đó quý vị. Ghê lắm. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái bộ luật mà để nhận con nuôi nha quý vị. Vì sao? Là tại vì trước đó tôi luôn binh vực các em này. Tôi nói là dù là tôi không nói về vấn đề là con nuôi hay con ruột, tôi chỉ nói về cái vấn đề là con hợp pháp là sẽ được thừa hưởng. Nhưng đến thời điểm này là em ấy là hết khoảng 90% không phải là con hợp pháp. Khi mà em ấy đi lên trên tòa án đó quý vị, em ấy yêu cầu ở trên tòa án là kêu bên phía cô chú là yêu cầu họ là sao kê cái tiền cúng điếu. Tôi là con của ông nghệ sĩ đó. Thì ở trên tòa án người ta mới hỏi một câu là con gì, tức là con nuôi hay là con ruột đó. Người ta hỏi là con gì, thì cái cô bé này đó quý vị thì không có trả lời được, đứng lên đi về luôn ngay lập tức. Cho nên trước đây tôi thì quý vị biết làm sao không, một khi mà mình muốn mình đưa ra mình so sánh những cái góc cạnh đó quý vị, thì có những cái tấm hình mình so những cái tấm hình nào nó giống nhất mình đưa. Nhiều khi một cái đứa cháu nào đó, cháu bà con thôi quý vị, mà cũng nói giống y hệt như là con bé con của nhỏ Út tôi, là cháu nó kêu tôi bằng gì, mà mỗi lần đi ra ngoài người ta đều nói nó là con của tôi đẻ không đó quý vị, mà nó là con của em gái tôi kêu tôi bằng gì đó. Thì ở chung với nhau mình thương nó là nó sẽ giống mình quý vị. Và quý vị có còn nhớ tại sao ngày hôm nay tôi lên chia sẻ bài này? Vì cái lúc mà cái sự yêu thương của mình á, không còn nghe bất kỳ một cái gì, cứ yêu thương dù là cái trái ấu nó cũng tròn quý vị. Thì lúc đó tôi không có để ý cái bài đăng của cái anh ca sĩ Nguyên Gió quý vị. Thì khi bây giờ á, là tôi ngồi tôi ngẫm lại,
Tại vì á, khi tôi binh vực một cái em này mà em ấy sống cái lối sống như vậy và em ấy sống vô ơn như vậy, tự nhiên tôi đặt câu hỏi và tôi nhìn lại những cái việc làm của em ấy, tôi đúc kết ra là em ấy là người như thế nào, là em ấy là con nuôi rồi quý vị. Vì sao? Là tại vì trên cái giấy khai sinh á, sinh của ba em ấy mà đăng lên trên mạng đó quý vị, thì cái giấy khai sinh đó nếu thật sự là con ruột á thì nó sẽ để là nguyên quán, nguyên quán theo cha của mình. Ví dụ cha mình ở thành phố Hồ Chí Minh để thành phố, ở Đồng Nai để Đồng Nai, Hà Nội để Hà Nội, Hải Dương để Hải Dương, ví dụ như vậy, là nó có nguyên quán theo cha của mình. Nhưng trên cái giấy khai sinh của em ấy á, đưa lên đó quý vị, thì nguyên quán của cha mình thì có, nhưng mà nguyên quán của em ấy thì lại để trống. Tức là sao? Tức là khi nhận về nuôi á, là không biết nguyên quán của nó ở đâu, cho nên không có để nguyên quán. Và bây giờ cái vấn đề con nuôi hợp pháp hay là không hợp pháp, đó mới là quan trọng nữa nha quý vị. Cho nên là trước đó tôi phân tích những cái bài phân tích của tôi là tôi phân tích với cái góc nhìn là con nuôi hợp pháp, chứ tôi không có phân tích cái vấn đề là con ruột nha quý vị. Chưa bao giờ những cái bài tôi phân tích tôi nói em ấy là con ruột cả, tôi nói là con nuôi hợp pháp. Và nó có những cái nghi vấn như thế này: nếu thật sự mà em ấy quan tâm đến cha nuôi của mình đó quý vị, thì một khi những cái tài khoản mà người ta đem lên, người ta nói cha mình, người ta xúc phạm, nói cha mình không phải là con của bà nội, rồi người ta đem cha mình lên, người ta nói đủ thứ, em ấy không hề lên nói một tiếng nào để mà đính chính, hoặc là nói tiếng nào để mà bảo vệ cha mình, tại cha mình đã mất. Mọi người ơi, cha của con đã mất rồi, xin mọi người đừng đem cha của em ra để mà bàn luận nói nữa. Không hề, không hề quan tâm. Ai xúc phạm đến cha mình, kệ. Bây giờ cái việc của mình là bán hàng online, cái việc của mình lợi dụng cha của mình để đi làm diễn viên quý vị, rồi làm cái nào cho mình thôi, còn không cần quan tâm ai nói cha mình là ai. Tại vì sao? Tại vì vốn dĩ em ấy đã biết mình không phải là con ruột của ông ta, cho nên là ai nói gì ổng kệ. Quý vị ơi, ví dụ như người ta lên người ta khóc lóc, con không có tình thương của mẹ, con sống mồ côi từ nhỏ, chỉ biết ba thôi, cái hôn cái con nhớ ba con khóc. Mà trong khi đó quý vị ơi, gần 40 tuổi rồi, không còn nít. Không phải là một cái đứa trẻ mà mới có 3-4 tuổi mà hở ra cái nhớ ba nhớ mẹ khóc, mà hở ra cái là xưng con, trong khi đó mình là bà ngoại rồi mà cứ lên mạng xưng con với mọi người là khóc dài ba cái để lấy tình thương của khán giả. Đó, quay trở lại cái câu chuyện của các anh Nguyên Gió đăng về cái vấn đề mà xét nghiệm ADN. Đó, quý vị vào cái trang của cái anh ca sĩ Nguyên Gió đăng với lại cái em Mã Lai. Lúc đó tôi không có để ý cái câu đó quý vị. Bây giờ bắt đầu mới để ý là anh Nguyên Gió đăng như thế này đây quý vị. Là anh Nguyên Gió có nói một câu như thế này. Quý vị cứ vào cái trang của cái anh ca sĩ Nguyên Gió, cái bài đó vẫn để nha quý vị, là để là xét nghiệm ADN này á là không ai biết hết, chỉ ngoại trừ anh Nguyên Gió, em Mã Lai với lại cái em con nuôi. Còn anh hai, chị ba, con bé em họ với cái thằng anh họ đó là không ai biết chuyện này, chỉ ngoại trừ ra được sự cho phép người lớn bên ngoại của em. Của vậy thì em vô này lên trên mạng nói rằng là con chỉ biết ba, con là con mồ côi từ nhỏ tới lớn, chỉ biết ba thôi chứ không biết mẹ là ai. Vậy thì anh Nguyên Gió này lên nói là được sự cho phép người lớn bên ngoại của em vô ơn. Vậy bên ngoại của em vô ơn là ai? Vậy thì em ấy lên trên cộng đồng mạng khóc lóc nói là mình không biết mẹ mình là ai, chỉ biết ba thôi. Vậy thì bây giờ giấu đầu lòi đuôi, anh Nguyên Gió lên đăng cái bài đi xét nghiệm ADN được sự cho phép của người lớn bên ngoại của em vô ơn. Vậy thì bên ngoại của em ấy là ai? Em ấy đã biết mình có mẹ và mình có dòng họ bên ngoại, nhưng vẫn lên giấu cộng đồng mạng là con mồ côi, con chỉ biết ba con thôi. Vậy thì lên giải thích cái bài của các anh Nguyên Gió giùm tôi. Ảnh đăng là được sự cho phép của người lớn bên ngoại. Người lớn bên ngoại của em vô ơn là ai vậy? Tức là em này đã biết gia đình bên mẹ của mình là ai, biết dòng họ bên ngoại của mình là ai luôn. Và tại sao không dám công khai? Tức là nếu công khai lên trên cộng đồng mạng thì mọi người sẽ không còn yêu thương nữa. Tại vì có mẹ thì đâu có gọi là mồ côi, đâu có thể nào lên ông bà cô chú ơi thương con. Đó, đúng không quý vị? Là mẹ đã nhận ra rồi, bên ngoại đã có luôn rồi, thì lên trên cộng đồng mạng khóc lóc con là mồ côi, cô chú thương con đi, ba con mất rồi, con mồ côi một mình,
không có biết mẹ mình là ai hết. Vậy thì dòng họ người lớn bên ngoại cho phép đi đi xét nghiệm ADN là ai, trả lời giùm tôi một cái coi. Quý vị cứ vô trong cái bài đăng của cái anh ca sĩ Nguyên Gió với lại em Mã Lai đi xét nghiệm ADN đó quý vị, được sự cho phép của người lớn bên ngoại của họ lợi, tức nó đã nhìn nhận mẹ nó từ lâu, nó đã biết bên ngoại nó là ai. Vậy thì bây giờ nó vẫn lên, nó vẫn diễn cho tất cả mọi người. Mọi người hãy tự nhìn nhận và hãy coi tất cả những cái hành động và những bài viết của những người trong nhóm gọi là vì yêu thương mà đến đó quý vị, giấu đầu lòi đuôi, chẳng qua là diễn để cho lấy cái tình thương của cộng đồng mạng để trục lợi trong cái vấn đề mua bán hàng online quý vị. Mà tôi nói cho quý vị biết, những người mà sống mà vô đạo đức, những người sống mà cái dạng ăn cháo đá bát đó quý vị, những người sống mà không biết cái chữ ơn với mang ơn á, là nó không bao giờ nó tồn tại được lâu. Ông trời cho đó nhưng sẽ lấy lại đó quý vị. Đừng có mở miệng ra nói với tôi á, là tôi lên tôi ngồi tôi làm để tôi kiếm tiền YouTube. Vậy thì cái lúc thời điểm, cái lúc ban đầu á, tôi đâu có biết em là ai, và tôi cũng không có biết là em ca sĩ kia là ai hết trơn. Vậy thì lúc thời điểm đó tôi đứng về tôi binh vực bên cái phía em ca sĩ kia, người ta cảm ơn tôi còn không hết, là tại vì tôi đứng lên tôi bảo vệ, tôi góp tiếng nói của tôi để tôi binh vực người ta. Mà tại sao tôi không binh mà tôi lại binh bên đây? Là tại vì tôi nghĩ ngay lúc đó tôi chỉ là một người ở bên ngoài, tôi không tiếp xúc, tôi nhìn theo cái ở bên ngoài thôi. Nhưng sau này khi đi càng sâu vào, tôi mới biết được em là một cái người diễn rất giỏi. Em không phải là một người đáng thương như ở trên cộng đồng mạng đã thấy. Đó, thì tôi tin rằng từ từ những người trên cộng đồng mạng sẽ nhìn ra cái bộ mặt của em mà thôi. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái lực nhận con nuôi. Vì sao em này có nghi vấn 90% là con nuôi không hợp pháp nha quý vị. Qua cái bài báo này đây quý vị, một cái bài báo pháp luật nha quý vị, đăng về cái vấn đề lực nhận con nuôi. Con nuôi hợp pháp được thừa kế tài sản như thế nào? Pháp luật có những quy định rõ ràng về việc nuôi con nuôi thừa kế tài sản khi cha mẹ nuôi qua đời. Việc nhận con nuôi nhằm xác nhận liên quan quan hệ cha mẹ và con lâu dài, bền vững vì lợi ích tốt nhất cho những người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Tuy nhiên, kể từ ngày luật nuôi con nuôi năm 2010 có hiệu lực thì con nuôi hợp pháp phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cha mẹ, mẹ nuôi. Còn nếu trước ngày luật này có hiệu lực mà chưa có đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được đăng ký trong thời hạn là 5 năm. Kể từ ngày luật này có hiệu lực, nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây. A. Là các bên có đủ điều kiện về con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi. B. Là đến thời điểm này có hiệu lực quan hệ cha mẹ nuôi và vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống. C. Cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con. Tức là trong cái bộ luật này như thế này đây quý vị, là nếu như mà trước năm 2010 đó quý vị là có nhận con nuôi á, thì theo cái bộ luật là chỉ có thời hạn trong vòng 5 năm mà cứ 5 năm phải gia hạn lần, 5 năm phải gia hạn lần. Còn sau năm 2010 đó quý vị thì cái người cha mẹ nuôi đó phải ra ngay chỗ địa phương của mình để làm giấy chứng nhận con nuôi, thì từ lúc đó cái người con nuôi đó mới hợp pháp, hợp pháp cho đến bây giờ. Còn trước năm 2010 đó quý vị mà chưa có cái hiệu lực, chưa có cái bộ luật này ra đó, thì nhận con nuôi nó chỉ được có hiệu lực trong vòng 5 năm mà thôi, chứ không có được là mãi mãi quý vị. Thì cái em này á, là sinh năm 87 mà đến năm 92 mới đăng ký cái giấy khai sinh. Thì cái lúc mà năm 92 thì nó chưa có cái bộ luật sửa đổi bổ sung của năm 2010 là phải ra địa phương xác nhận lại cái giấy chứng nhận, gọi là giấy chứng nhận nha quý vị. Chứ không phải là bây giờ mình nhận một cái đứa con nuôi đó, cái mình đi làm khai sinh cho nó, cái mình nhập hộ khẩu là nó mãi mãi là con nuôi hợp pháp. Không phải, nó chỉ là con nuôi được đứng trong cái hộ khẩu của mình thôi, nhưng hợp pháp thì không. Thì về mặt tài sản nó sẽ không được chia thừa kế, nó sẽ không được hưởng. Ngoại trừ năm 2010 thì gia đình của những người mà nhận con nuôi đó đi ra ngoài địa phương làm một cái tờ giấy là chứng nhận nuôi con nuôi của cái cơ quan có thẩm quyền, họ chứng nhận vô là cái giấy chứng nhận đó là nhận con nuôi có hợp pháp đàng hoàng. Thì lúc đó cái người con đó mới thừa hưởng được cái tài sản của cái người cha nuôi hoặc mẹ nuôi để lại. Nhưng sau năm 2010 thì cái ông nghệ sĩ này, ổng không có ra ngoài địa phương, ổng làm cái giấy chứng nhận là nhận con nuôi hợp pháp. Cho nên là về cái mặt mà thừa hưởng tài sản là nguy cơ là em này không được nhận tài sản nha quý vị. Vì trước đây
khoảng tầm một tháng thì tôi có một cái người khán giả liên hệ đến tôi, trường hợp của em ấy giống y hệt như em này. Tức em ấy hồi đó là một cái đứa bị bỏ ở trước cửa. Thì cái gia đình của cha mẹ nuôi em ấy là chưa có con, và sống với nhau lâu rồi mà chưa có con. Cái sẵn thấy vậy cái nhận con nuôi, tại vì cái thời ngày xưa hay có cái kiểu là nhận con nuôi đỡ đầu lòng đó quý vị, để cho mình có thể sau này mình sanh con được. Thì nhận cái em ấy về làm con nuôi, vẫn làm khai sanh cho em ấy, vẫn nhập trong hộ khẩu cho em ấy. Nhưng đến khi mà cha mẹ nuôi qua đời đó quý vị, thì chia về tranh chấp tài sản. Thì cái đứa con nuôi này, tại vì sau khi mà nhận em ấy về á, thì cha mẹ nuôi mới đẻ được hai người con. Đó, thì hai người đó là hai người con ruột. Khi mà cái người cha mẹ này mất xuống á, không có để lại di chúc, thì tranh chấp tài sản ra ngoài tòa đó, thì trên hộ khẩu có ba người con, mà có cái người con đầu là con nuôi, còn hai người con sau là con ruột. Đó, thì khi ra tranh chấp thì cái người con nuôi này không được thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ nuôi để lại. Vì sao? Là vì sau khi năm 2010 đổ về sau đó, thì cái người cha mẹ nuôi đó không có ra địa phương để làm cái giấy chứng nhận nhận con nuôi hợp pháp. Cho nên tranh chấp thua, cái người con nuôi đó không nhận được bất kỳ một tài sản nào của cha mẹ nuôi mình để lại. Mặc dù mình sống từ nhỏ tới lớn trong cái ngôi nhà đó, vẫn là con trong hộ khẩu, vẫn có giấy khai sinh là cha mẹ đó, nhưng đó là con nuôi không hợp pháp quý vị. Tức là con nuôi mặc giấy tờ ở trong hộ khẩu được, nhưng mà về mặt thừa hưởng tài sản thì những cái thủ tục con nuôi đó không đủ pháp lý để nhận cái tài sản của cha mẹ nuôi để lại. Và em ấy ra đi trắng tay. Em ấy là người ở ngoài Hà Nội đó quý vị. Ở ngoài Hà Nội trường hợp tương tự, giống y hệt như thế này luôn đó quý vị. Rồi, đọc tiếp. Điều 653 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, được thừa kế di sản của nhau và được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ Luật Dân sự 2015. Con nuôi hợp pháp là hàng thừa kế thứ nhất của bố mẹ nuôi. Tức là con nuôi phải hợp pháp nha quý vị. Hợp pháp là có cái giấy chứng nhận. Sau khi cái luật quy định sửa đổi bổ sung sau năm 2010 thì cha mẹ nuôi đó phải ra địa phương đăng ký lại cái giấy chứng nhận nhận con nuôi hợp pháp. Tuy nhiên không phải trường hợp con nuôi nào cũng được pháp luật công nhận và chia thừa kế như con đẻ theo quy định của pháp luật. Để được công nhận con nuôi hợp pháp phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi năm 2010. Thấy chưa quý vị? Phải đáp ứng. Con nuôi không phải là con nuôi nào cũng được nhận thừa kế của cha mẹ nuôi để lại. Phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tức là con nuôi đó phải được chứng nhận cái giấy là nhận con nuôi sau năm 2010 quý vị. Và sau năm 2010 thì cái ông nghệ sĩ này, ông không có làm cái tờ giấy chứng nhận nhận con nuôi đó, thì em này không phải là con nuôi hợp pháp. Tiếp theo, cụ thể có thể căn cứ chứng minh con nuôi và cha mẹ nuôi thì phải đăng ký việc nuôi con nuôi theo Điều 22 luật nuôi con nuôi năm 2010. Tức là sau năm 2010 nó đã ra cái quy định nhận nuôi con nuôi hợp pháp đó quý vị. Thì năm 2010 là trước đó mình có nhận con nuôi, thì bắt đầu tới năm 2010 mình phải ra địa phương của mình xác nhận, làm giấy chứng nhận lại là mình nhận con nuôi hợp pháp. Nếu cái người cha mẹ đó mà người ta không có con thì người ta chỉ biết người con nuôi đó người ta coi như con ruột. Năm 2010 họ sẽ ra đăng ký lại cái tờ giấy nhận con nuôi hợp pháp. Còn nếu như mà cái gia đình đó mà họ có con đẻ ruột rồi thì họ không có thèm ra làm cái tờ giấy đó, thì cái người con nuôi đó sẽ không hưởng được cái tài sản của cha mẹ nuôi để lại. Và trong trường hợp của ông nghệ sĩ thì theo tôi nghĩ như thế này, ông nghĩ là em út cháu của ông có nhiều, và cái người con nuôi này sống như thế nào đó và ổng không muốn cho tài sản của ổng cho cái đứa con nuôi, thì năm 2010 ổng không có ra địa phương để xác nhận lại cái giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp. Thì cái người con nuôi này sẽ không được thừa hưởng, mà người thừa hưởng tiếp theo là em ruột của ông nghệ sĩ đó quý vị. Tiếp theo, cụ thể có thể căn cứ chứng minh con nuôi. Một, khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu nuôi con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật này, thì Ủy ban Nhân dân xã đăng ký nuôi con nuôi, trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ, đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận nuôi con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn là 20 ngày
kể từ ngày có ý kiến đồng ý của những người quy định tại điều 21 của luật này đó. Tức là mình phải đi ra địa phương của mình làm một cái tờ giấy chứng nhận nuôi con nuôi có sự xác nhận của địa phương, giấy chứng nhận từ năm 2010 trở về sau nha quý vị. Tại vì 2010 nó có cái bộ luật là nhận con nuôi là mình phải ra khai báo lại đó, phải có cái giấy xác nhận. Và cái giấy xác nhận nuôi con nuôi đó thì được ủy ban xã họ sẽ nhập vào hộ tịch là con nuôi hợp pháp. Tiếp theo đây quý vị, 2. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận nuôi con nuôi hoặc người giám hộ đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu lý do trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có ý kiến của người quy định tại điều 21 của bộ luật này. Đó, thì khi mà mình ra mình đăng ký để lấy cái giấy chứng nhận nuôi con nuôi mà xã không chứng nhận cho mình là xã sẽ trả lời cho mình lý do tại sao không có chứng nhận cho mình là cái tờ giấy là xác nhận nuôi con nuôi. Là có thể là ví dụ như là mình cung cấp không đầy đủ giấy tờ hoặc là con của người khác mình ăn cắp về, ví dụ vậy. Nó có nhiều lý do. Còn nếu như mình xin mình nuôi con nuôi mà hợp lý, đầy đủ giấy tờ mình cung cấp cho ủy ban địa phương xã của mình đang ở thì xã sẽ xác nhận cấp cho mình một cái tờ giấy là xác nhận nuôi con nuôi hợp pháp và được ghi vào sổ hộ tịch thì đó mới là con nuôi hợp pháp quý vị. Tuy nhiên tùy vào trường hợp cụ thể để xem xét toàn diện để xác nhận việc xác định con nuôi hợp pháp có được hưởng tài sản thừa kế hay không, cần xem xét để người để lại di sản có di chúc hay không, còn thời hiệu thừa kế hay không, có thuộc vào trường hợp người không được quyền hưởng di sản ở điều 621 của Bộ luật Dân sự năm 2015 hay không. Trong cái bộ luật này là khi mà cái người mà thừa hưởng cái tài sản của cái người cha mẹ nuôi đó để lại đó quý vị thì phải xem lại là có di chúc hay không. Ví dụ như là bây giờ cái người con nuôi đó không hợp pháp nhưng trước khi mất cái người cha mẹ nuôi đó làm cái di chúc thì cái người con nuôi đó vẫn được thừa hưởng. Còn nếu như cha mẹ nuôi trước khi mất không làm cái tài sản thừa kế di chúc để lại đó thì cái người con nuôi đó không được thừa hưởng và sẽ xét theo cái hàng thừa kế thứ hai, hoặc là cái người đó người ta có con ruột đó thì những người hợp pháp đó mới được nhận tài sản mà thôi. Thì trong cái trường hợp của cái em vô ơn này đó quý vị, thì tôi nhớ là có một cái clip cái cô chị ba nói là tại sao ba không chịu làm di chúc đó, thì cái người cha nuôi này không có làm cái di chúc, tức là trong tâm của cái người đó không muốn để lại cái tài sản này cho người con nuôi đó, cho nên ổng không làm di chúc để lại. Vì cái anh nghệ sĩ này ảnh nghĩ là nếu như sau khi ảnh mất thì tài sản này nó sẽ thuộc về em ruột và cháu ruột của anh ấy, cho nên cái việc mà thừa hưởng mà tranh chấp tại tòa án là nếu như cái cô con nuôi này muốn thắng giành hết cái tài sản này phải chứng minh nộp được cái giấy tờ là giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp từ năm 2010, phải cung cấp được cái tờ đó thì tài sản đó mới thuộc về cái cô con nuôi này hợp pháp. Còn nếu như mà cô này không cung cấp được cái tờ giấy mà chứng nhận con nuôi hợp pháp đó quý vị thì tài sản này cô này không nhận được một cách nào luôn đó quý vị, theo bộ luật nhận con nuôi đây quý vị. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ những cái bình luận mà để lại trên cái phần 77 của tôi nha quý vị. Nó có nhiều ý kiến rất là tức cười. Có rất là nhiều người vào chửi tôi nói như thế này là tại sao lại chia sẻ những cái bình luận tốt về tôi mà những cái chia sẻ bình luận chửi thì lại không chia sẻ lên. Tôi thấy nó cũng ngộ lắm quý vị. Những cái mà bình luận mà xấu á, mà tôi chia sẻ lên bắt đầu tôi trả lời. Tôi trả lời cho họ xong xuôi bắt đầu nhảy vô cái chửi tôi là sân si. Mà hả, tôi không trả lời thì nói ủa sao không đem những cái bình luận chửi lên mà lại đưa toàn những bình luận tốt không? Ủa vậy đâu bây giờ muốn làm sao? Bây giờ muốn cái gì? Anh muốn em sống sao? Nói đại luôn đi. Chứ làm sao mà hả không đưa lên á thì nói ủa làm sao đưa tàn là bình luận tốt không vậy? Bắt đầu đưa lên cái trả lời cái nói là hoa hậu sân si, hoa hậu hổm. Ủa làm sao? Giờ làm sao để cho vừa lòng đây? Đúng không? Rồi trong cái vấn đề của cái em mà Mã Lai á, em ấy là cha là mẹ hay sao mà em ấy có quyền xúc phạm người khác mà không cho tôi trả lời? Đúng không? Em ấy xúc phạm tôi, em ấy nói tôi là ở bên Hàn Quốc làm gái, mà trong khi đó là tôi chưa từng sống bên Hàn Quốc bao giờ, tôi sống tại Việt Nam. Mà lại nói tôi như vậy rồi, có quyền xúc phạm, chửi tôi, có quyền nói tôi mà không cho tôi có cái quyền lên để đáp trả hay sao?
Ủa vậy là cái em mà Mã Lai đó là cha là mẹ hay sao mà nói tôi cái gì cũng được, chửi rủa tôi, xúc phạm tôi, sỉ nhục danh dự của tôi mà không cho tôi có cái quyền trả lời. Vậy thì cái em Mã Lai đó là cha là mẹ hay là ông bà cố nội vậy? Hả? Sao kỳ vậy? Đúng không quý vị? Quý vị công tâm giùm tôi cái là giờ những cái bình luận mà chửi tôi, cái tôi vào tôi trả lời, cái tôi trả lời vô trong đầu trong óc á, thì bắt đầu lại nói là hoa hậu sân si, hoa hậu xấu, hoa hậu tinh thiện mà không có lương thiện. Ủa kỳ vậy? Chửi người ta được nhưng không cho người ta có cái quyền đáp trả lại là sao? Ví dụ như là bây giờ đi ra tòa đi chăng nữa, khi mà luật sư họ cãi với lại viện kiểm soát thì người ta cũng có quyền phản biện lại chứ. Khi mà nói người ta không đúng, người ta có quyền phản biện, người ta trả lời lại chứ. Chửi người ta, xúc phạm người ta thì được, cái trả lời lại thì lại nói là sân si. Ủa là các bạn làm sao vậy? Hay là các bạn là cha, ông nội hay ông bà cố nội của người ta mà chửi người ta leo lên đầu lên cổ người ta thì được, mà người ta trả lời lại thì lại không được. Nó kỳ cục vậy. Rồi ở đây có một cái bài chia sẻ của cái em mà Thám Tử Lùng, dùng cái từ thám tử rất là đẹp, thì lên chia sẻ vậy nè. Dù sao ví dụ như là bây giờ nè, tôi bị chửi là quay xe, còn bây giờ cái em Bi Thái Tử này vẫn còn là trong đồng đội mà, vẫn còn là trong ấy của mình mà, trong tem của mình mà, tại sao em Bi vừa bị bắt rồi bắt đầu cái em Thám Tử Lùng lên nói như thế này đây quý vị. Đầu năm 2023 là Thám Tử Lùng đã lên án là Trần Tấn Hòa rồi, các che con và kền kền con ạ. Làm sao em Bi Thái Tử dù sao cũng là bên phe ủng hộ cái em vô ơn kia thì cũng cùng phe với mình, đáng lẽ mình phải binh vực bảo vệ người ta chứ sao tự nhiên. Này là tôi rất là công tâm, em Bi Thái Tử này thì không bao giờ có cái vụ mà binh bên cái em con ve, không bao giờ binh em ấy. Mà bây giờ lên cái ta mới vừa bị bắt cái vu khống, ta nói bên ve là sao? Cho nên tôi nói rồi, những người mà làm YouTube như thế này á, là không có đạo đức quý vị. Dù sao người ta cũng trong gọi là phe của mình đi đó, mà gặp chuyện gì đáng lẽ mình phải bảo vệ người ta, hoặc mình im, mình không bảo vệ được thì mình im người ta, chứ không phải là mình đem người ta la để mà mình bêu xấu và mình đạp luôn. Nói thẳng ra là cái em Bi Thái Tử này là đã cùng nhau với lại em Gia Khoa xúc phạm tôi rất là nhiều, nhưng khi em Bi Thái Tử này bị bắt, tôi chưa bao giờ tôi lên tôi đăng mà tôi chửi người ta là bên phe này hay là phe nọ. Em có đạo đức một tí xíu đi, dù sao cũng là bên phe của em mà, sao mà em đè em chửi người ta quá trời vậy? Giống y như là bây giờ là ai mà trong gọi là bên phe đi mà có một cái chuyện gì đó mà cái phốt lên cái mà khi mà đã rần rần cộng đồng mạng người ta nhảy vô rồi bắt đầu em sẵn đó cái em đạp người ta luôn. Sống như vậy là sống rất là tiểu nhân, sống như vậy rất là vô đạo đức, em biết không? Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ những cái bình luận trên cái kênh phần 77 của tôi nha quý vị. Có rất là nhiều thì bây giờ tôi sẽ làm vừa lòng các bạn. Thì các bạn đã ý kiến là tại sao mà tôi lại chia sẻ những cái bình luận khen tôi mà những cái bình luận chửi tôi lại không chia sẻ, thì bây giờ tôi sẽ làm cho vừa lòng các bạn hen. Nhưng phải hứa với tôi rằng là khi tôi đem lên tôi chia sẻ, khi tôi trả lời rồi thì không được chửi hổn nha. Tôi nhớ là chửi là bên phía, tôi nhớ là hai bên nói bên chánh bên tà, bên chính nghĩa và bên không chánh nghĩa. Đó, thì tôi nhớ cái em Mã Lai hồi trước ở trước nhà của cái em vô ơn này cũng nói cái câu là chỉ vô mặt YouTube là hỏi là em bên phe chính nghĩa hay là bên nào, vậy thì mình chính nghĩa chưa? Mình chính nghĩa chưa? Nếu thật sự mình là người chính nghĩa thì không bao giờ mình thốt ra những cái ngôn từ thô tục mà vô văn hóa như vậy. Chỉ dành cho những người mà không có bên phe chính nghĩa, mình dùng cái từ chính nghĩa là mình phải nói những lời tốt đẹp. Còn bây giờ mình mang danh, mình dành chính nghĩa về mình, mà tại sao lại đi chửi xúc phạm người khác? Trong khi hồi cái lúc tôi lên tôi phân tích về cái vấn đề, tôi binh cái em con nuôi, tôi binh em ấy, mà bên phía bên kia đó vào chửi tôi cũng chửi không đến nỗi nặng nề giống y hệt như vậy. Mà bây giờ là tất cả những người mang danh chính nghĩa ủng hộ em vô ơn nè, rồi là fan ủng hộ em Mã Lai nè, rồi phe ủng hộ nào là vì yêu thương mà đến nè, vào tấn công tôi, chửi những cái lời thô tục mà đến nỗi không thể nào tả được. Vậy mình là phe chính nghĩa mà nói những ngôn từ như vậy sao? Mình là phe chính nghĩa mà lại thốt ra những cái ngôn từ mà đến nỗi không thể nào chấp nhận được, đi thá mạ, đi sỉ nhục người khác, đi chà đạp người khác, trong khi tôi không có quen biết mấy bạn là ai, tôi cũng không có xúc phạm gia đình của các bạn là ai. Tại sao mình lại vào, nhảy vào mình chửi người ta vô cớ mà mình tự xưng mình là chính nghĩa?
chính nghĩa là khi nào người ta đụng chạm đến gia đình của mình, người ta đụng chạm đến những cái quyền lợi nào của mình thì mình mới vào mình chửi. Ví dụ như tôi đang vạch trần cái quyền lợi của các em Mã Lai thì chính em ấy vào chửi tôi có thể chấp nhận được. Còn bây giờ những người fan của em ấy, tôi không có đụng chạm tới các anh chị, tôi không có đụng chạm đến ai hết mà vào vô cớ để chửi xúc phạm tôi, vậy là mang danh chính nghĩa hả? Chính nghĩa mà nói chuyện vô văn hóa, chửi tục, chửi thề, xúc phạm người khác sao? Đúng không quý vị? Rồi cái bình luận này đây nè quý vị. Con mẹ Mison này nói chuyện hỗn hào quá, ai mua vàng của bà nội này coi chừng là hàng giả nhé, vàng không có đúng tuổi. Bình luận này của ai vậy ta? Cái nick tên là Thanh Phan. Bây giờ chỉ cần là cái nick này thôi, tôi có thể nhờ bên an ninh mạng của công an là sẽ điều tra ra cái nick này là ai. Cái nick này tôi có thể kiện để mà nhằm hạ uy tín của tiệm vàng tôi, làm ảnh hưởng đến kinh doanh của tôi. Nặng lắm nha. Mang danh chính nghĩa mà mở miệng ra kêu con mẹ này, rồi nói chuyện hỗn hào, trong khi đó tôi lên tôi chưa hề đụng chạm và tôi chửi các bạn. Tại tự các bạn vào bên trang của tôi, các bạn vào nhà của tôi, các bạn xúc phạm, các bạn chửi tôi thì phải cho tôi có cái quyền phản biện và trả lời lại chứ. Chứ đâu phải tự nhiên mà nhà của các bạn mà tôi nhảy vô tôi chửi các bạn đâu. Nói rằng là tôi mỏ hổ, mà trong khi đó là tôi không biết bạn là ai, tôi cũng không hề đụng chạm tới bạn là ai, mà nhảy vô là chửi cái con mẹ này rồi. Vậy thì người nói chuyện có văn hóa, người chính nghĩa là như vậy sao? Đúng không? Mình không đụng chạm gì tới người ta hen. Còn cái vấn đề này là xúc phạm đến kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín của việc kinh doanh của tôi, nặng lắm đó, chứ không có nhẹ đâu. Này nói thiệt chứ không có hù đâu nha. Đừng có cái kiểu mà ăn nói chuyện vô văn hóa. Cái từ này là dùng cái từ là mất dạy được chưa? Tại vì tự nhiên nhảy vô kêu bằng cái con mẹ. Con mẹ này tức là mình hỗn hào, mình đè, mình xúc phạm, mình chửi những lời thô tục người ta. Thì cái từ dành là vô văn hóa với lại mất dạy tôi dành cho bạn, đúng chưa? Đúng hay sai? Còn nếu như không đúng, về hỏi cha mẹ mình coi tôi nói vậy có đúng không? Hoặc là về hỏi thầy cô của mình là chửi tôi cái câu này, tôi đáp trả lại vậy là cái câu này là vô văn hóa, mất dạy, đúng hay sai? Rồi vô trả lời tôi nha. Rồi thêm cái nick này nè quý vị, Thảo Mai 73. Bà quá tào lao, chồng thương quá làm sao có vợ bé hả? Một cái câu nói chuyện, những người mà người ta có gia đình, người ta đã trải qua, người ta lấy chồng lâu năm, hoặc là người đàn ông luôn, cũng chưa bao giờ người ta dám nói câu này. Người ta hay dùng cái từ 70 chưa gọi là lành, em có hiểu không? Mở miệng ra nói cái câu này là tôi biết là em là một cái người ếch ngồi đá giếng và mới vừa lấy chồng, hoặc thậm chí là chưa lấy chồng, mới mở miệng ra nói câu này, bà tào lao đó. Thì cái câu này đầu tiên thôi là đã là mất dạy rồi, vô văn hóa rồi, đúng chưa? Chứ cái câu này người có văn hóa không nói vậy, và người có dạy không bao giờ nói câu này. Rồi, chồng thương quá là sao lại có vợ bé? Nè em, tôi mới vừa chia sẻ trong cái câu chuyện của một người khán giả sống với chồng 46 năm, là năm nay đã là 60 mấy tuổi rồi, mà chồng có vợ bé, vợ có bồ tới 5-6 lần, đến thời điểm này vẫn có và muốn ly dị để chia tài sản, để bỏ luôn. Thì đến thời điểm này mà những người đàn ông tôi nói nè, tôi đã chia sẻ rồi mà, tại vì em là một cái người thiếu kiến thức, hoặc là em là một cái người ở giá chưa có chồng, mới mở miệng ra nói vậy thôi. Không phải là mình đẹp mà chồng mình không có vợ bé. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều, thậm chí những hoa hậu đẹp, diễn viên, chồng vẫn có bồ nhí, có vợ bé. Điển hình tất cả các diễn viên nổi tiếng luôn, chồng vẫn có vợ bé. Cái vấn đề có vợ bé là cái đó là cái mối quan hệ xã giao ở bên ngoài và tiếp cận với nhau, em hiểu không? Và vợ chồng khi mà sống với nhau á, nó không thể nào mà nó ngọt ngào suốt được. Thì ví dụ như cái lúc ngọt ngào thì ông chồng nào ra ngoài có vợ bé đâu. Thì trong cái môi trường mà sống chung với nhau, không phải là vợ chồng chỉ yêu thương nhau gây lộn, không phải, mà nó liên quan tới vấn đề cơm áo gạo tiền. Nó liên quan về cái vấn đề bên chồng, bên vợ, bạn bè, nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Cho nên những lúc mà cãi nhau với vợ chồng đó, thì đi ra ngoài trong cái môi trường gặp cái người khác ở bên ngoài đó, hoặc là cái môi trường tiếp xúc ở bên ngoài, nó sẽ làm cho con người ta say nắng, em hiểu không? Dùng cái từ là say nắng. Cho nên mở miệng ra là chị biết là cái em Mai Thảo 73 này á, là cái người ở giá chưa có chồng. Đến thời điểm này của chị, khi mà chị đã trải qua với chồng chị cái vấn đề là ly hôn, chồng có vợ bé, nhưng kết cuộc quan trọng khi đến với nhau về già
Hiện tại vợ chồng chị đang sống rất là hạnh phúc, tại vì đã hiểu nhau, đã bỏ qua hết những cái vấn đề cơm áo gạo tiền bên đây bên kia, đã trải lòng ra hết và cùng nhau gánh vác gia đình và cùng nhau chia sẻ, nó mới đi đến hạnh phúc. Chứ không phải nói giống y hệt hệt như em mà nó đẹp tại sao có bầu nhí, nha không? Bớt, đừng có nói giống vậy. Và mở đầu câu chuyện của em nói là bà tào lao quá, là cái câu này là cái câu mất dạy, chịu không? Hay là cái câu này là cái câu có dạy? Đã nói rồi, tôi chia sẻ những cái bình luận tốt đẹp lên để cho thoải mái, các em không chịu, các em phải kêu tôi là chia sẻ lên những cái câu chửi này đó, thì chửi tôi đáp trả lại như thế này. Có sân si không? Hay là những lời này của các em là những lời có dạy? Thêm cái bình luận này nữa đây quý vị, có cái nick là Giang967. Phụ nữ tự hào không làm nữ công gia chánh, tự hào không đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà mà để chồng làm hết. Gia đình rất hạnh phúc nên chồng ra ngoài có bầu nhí. Rồi nhắc nhở người ta thế nào là người phụ nữ gia đình. Tên của tôi còn hot ở trên mạng xã hội, đó là nhiều người ghét nhất Việt Nam. Người đâu mà cái nết nhập viện thì có biết bao nhiêu người mừng. Một cái bình luận phải nói là rất là khẩu nghiệp luôn đó quý vị. Cái vấn đề nè, chị trả lời em Giang 967, không biết con trai hay gái. Nhưng mà nếu như mà cái luận điệu này thì theo như tôi nghĩ là con gái chứ không phải là con trai quý vị. Nó là tự hào là việc nhà chồng làm hết cho nên chồng ra ngoài có bầu nhí. Nè em, tôi đã kể hết trong cái vấn đề đầu tiên từ đầu tới đuôi. Em là một cái người tôm hớt. Chắc có lẽ là hồi cái lúc mà mới đẻ ra là cha mẹ em cho em ăn cơm hớt hay sao đó. Em mới vô em nói giống y hệt như vậy. Cái vấn đề là tại sao có những người, người ta làm cái công việc của người ta là thợ nấu, có những người là làm thợ nấu của nhà hàng 5 sao, có những người làm thợ nấu của nhà hàng, đó là những người đàn ông người ta yêu thích về nấu nướng, đó là cái nghề luôn. Thợ nấu nó là cái nghề mà em, đúng không? Và chồng của chị rất là thích nấu ăn, nhưng không phải là anh làm nghề thợ nấu, tại vì tôi không chấp nhận, tôi không có cho đó. Còn về cái vấn đề mà nấu ăn á, thì hiện tại bây giờ đàn ông phụ nữ đều phải vô bếp. Ví dụ như là chồng về sớm thì chồng sẽ vô bếp nấu ăn, chứ không lẽ bây giờ chờ vợ đi làm cho tới nửa đêm 10 giờ đêm vẫn nằm đó chờ để cho cô vợ về nấu ăn hả em? Nếu như em là đàn ông mà em nói cái câu này thì em dạng là cái đàn ông vứt đi rồi. Vợ đi làm về trễ, hoặc vợ tăng ca về trễ, hoặc vợ đi làm công việc tiếp khách hàng về trễ, thì mình về sớm mình sẽ là người nấu ăn, đúng chưa? Còn nếu như người vợ về sớm, chồng về trễ thì vợ sẽ là người nấu ăn, chứ không có phân biệt là đàn ông hay là phụ nữ vào bếp nấu ăn, em hiểu chưa? Và trong cái công việc của tôi gần 20 năm nay, tôi làm hướng dẫn viên mà. Hướng dẫn viên không bao giờ về sớm được. Hướng dẫn viên là đi làm cái ngày nào mà về sớm nhất cũng là 12 giờ đêm. Tại vì sao? Là tại vì hết cái tour là khoảng 10 giờ đêm đưa khách về khách sạn. Cái tour đưa khách về khách sạn xong xuôi, bắt đầu là nhận phòng cho khách, lo cho khách xong xuôi hết rồi, thì chia tay khách để sáng ngày mai gặp lại để đi cái tour khác ngày hôm sau á, thì về tới nhà gần 12 giờ đêm rồi. Thì làm sao nấu cơm hả em? Làm sao bếp nút được hả em? Mệt gần chết lúc đó hả? Chồng nấu đút ăn còn không nổi nữa, làm sao mà vô bếp để nấu ăn, em hiểu chưa? Mỗi trường hợp, mỗi gia đình khác nhau. Đó. Rồi xong, nếu như mà tôi không đi tour thì tôi cũng đi thông dịch cho những doanh nghiệp ở bên Hàn Quốc sang Việt Nam. Thì đi thông dịch cho họ xong xuôi thì những cái doanh nghiệp giám đốc ở Việt Nam, công ty gỗ, công ty sản xuất hải sản đồ này kia, người ta mời đi ăn tối. Thì đi ăn tối phải có phiên dịch ở bên cạnh. Thì sau khi mà những cái việc mà làm việc buổi trưa nè, đi ăn tối xong xuôi nè, rồi đưa khách hàng đi về khách sạn xong, thì tôi về nhà cũng nửa đêm rồi. Thì làm sao nấu cơm hả em? Nguyên một tháng tôi làm, hình như tôi chỉ rảnh được có 2 ngày, thậm chí một tháng tôi làm tới 28, 29 ngày luôn. Tôi chỉ nghỉ được có một ngày để tôi nghỉ ngơi thôi. Thì cái ngày nghỉ ngơi đó tôi nghỉ còn chưa lợi sức, tôi lại để tôi khỏe để tôi đi làm, tôi cài tiếp nữa, thì làm sao tôi chui vô bếp được? Thì dĩ nhiên chồng tôi thương tôi, phải chăm sóc sức khỏe cho tôi, phải lo hết cái vấn đề đó. Sao em mở miệng ra là em nói là vậy? Còn cái vấn đề bầu nhí nè em, nếu em là phụ nữ, chị chỉ cho em biết nè. Dù em có đẹp cỡ nào, nhưng trong cái quá trình sống chung với nhau, chỉ cần cãi lộn, hoặc em làm mẹ làm má em gây lộn cái gì đó, hoặc là bên chồng của em nói em về bất kỳ một cái gì đó, là bắt đầu chồng em sẽ bất mãn. Bất mãn rồi bắt đầu gặp bạn bè của chồng em, bắt đầu đi ăn nhậu. Ăn nhậu xong đi đâu? Đi karaoke. Thì đi karaoke bắt đầu là cho số những cái cô gái ở trong đó, thì nhắn tới nhắn lui, đó là gọi là bồ nhí. Đó,
Em hiểu chưa? Còn nếu như em là đàn ông á, ông á, mà em mở miệng ra em nói kiểu này thì tôi bảo đảm là cái cô vợ của em là một cái người vợ mà phải nói rằng là nó xấu số nhất trên đời mới gặp một cái người chồng như em. Là tại vì sao? Là tại vì không cùng vợ gánh vác việc nhà. Vợ đi làm tới nửa đêm về mà vẫn nằm đó chờ để cho vợ hầu, thì cái loại đàn ông như em á, chị bảo đảm với em là không có cái người phụ nữ nào mà lấy cái thằng chồng như vậy đâu. Nghe không? Còn cái vấn đề em nói rằng là lên trên mạng xã hội là bị người ta ghét nhất Việt Nam. Vậy hả? Khải ghét nhất Việt Nam không? Hay là em là một cái loại giống y như là cái dạng như rảnh ở không á, tối ngày cứ lên trên mạng la lết là bắt đầu cào phím để mà hùa theo chửi người khác. Tại vì vốn dĩ con người như em, trong đầu của em nó không có kiến thức để nhận ra những việc nào xấu và những việc nào tốt. Cho nên em hùa theo em nói như vậy. Và em nói là nhập viện biết bao nhiêu người mừng. Nè em, Bi Thái Tử mới vừa bị bắt và có thể ngồi tù từ 10 năm cho đến 15 năm về cái vấn đề hàng cấm. Mà cái vấn đề hàng cấm đó là không biết là nó có dính vô trong hàng trắng hay không. Vì trước đây em Bi Thái Tử cũng trù ẻo tôi đi vô trong bệnh viện như vậy đó. Cho nên cái miệng của em coi chừng hen. Em trù tôi vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng mà ngược lại á, là những cái lời mà đi trù người khác như thế này á, là chắc chắn trời Phật sẽ phạt lại về vấn đề khác nặng hơn. Nghe không? Rồi cái bình luận tiếp theo đây quý vị. Chào Mi Sơn, thật sự chị muốn khuyên em nên dừng lại. Em hãy dành hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình thôi em à. Nghe em chia sẻ, chị rất ngưỡng mộ hạnh phúc hiện tại của em và ông xã. Một khi em công kích đến cái công việc và cuộc sống của người khác thì họ sẽ công kích lại em. Nếu em đã nói người ta không cùng đẳng cấp với em thì em không nên lên mạng nói người ta nữa, vì như thế thì khác nào cá mè một lứa. Quan trọng nhất là em đừng để cho ông xã của em bị người khác đem ra để bình phẩm. Đàn ông cũng cần có sự tôn nghiêm. Chúc em và gia đình hạnh phúc. Thật ra là chị cũng là có cái ý tốt, nhưng con cái chị nhìn nhận như thế này là sai. Cái vấn đề á, là chị nói là em khi em lên công kích công việc của người khác, chị em không có công kích bất kỳ công việc của ai. Nếu như mà chị nhìn nhận là em lên em công kích thì em nghĩ rằng chị không hiểu về những cái câu chuyện của em chia sẻ. Cái vấn đề mà em chia sẻ trong cái bài mà 77 á, thì cái vấn đề mà em nói về Phai Lan đó chị, thì đó là em đọc một cái bài viết của một cái người bạn khác trên Facebook. Nhưng những cái lời lẽ của những cái người đó đưa ra, cái ý kiến của cái người đó nó đồng quan điểm với em, cho nên em chia sẻ đến cho tất cả mọi người, chứ không phải là gọi là công kích. Nếu chị dùng cái từ công kích đó là quá sai. Tại vì trong cái công việc và hiện tại bây giờ là hình như tất cả các kênh YouTube đều công kích em. Em chỉ là một người phân tích. Từ đầu tới đuôi tới bây giờ em vẫn là người phân tích, chứ em không công kích ai. Nếu chị nói như vậy là chị đã hiểu sai về em. Còn cái vấn đề mà em nói lên trên mạng á, là nói qua cao nói lại là cá mè một lứa, chị nói như vậy là không đúng. Ví dụ như là bây giờ á, là người ta lên vu khống và có rất là nhiều người vào chửi. Em tin rằng nếu như trong cái trang cá nhân của chị, nếu như có một người nào vô cớ nhảy vào chửi chị, xúc phạm chị và nói những lời nặng nề, chửi thề, chửi tục, thì em tin rằng chị sẽ không nói câu này. Nhưng em chỉ lên trả lời phản biện lại. Bây giờ ra trên tòa án, họ cho mình cái quyền phản biện lại mà chị. Tức là mình chứng minh cho họ là vì sao là họ làm như vậy với mình, và mình chỉ trả lời lại cho họ chứ không có dùng cái từ là công kích. Còn nếu như mà chị nói cái vấn đề mà đem ông xã mình ra đó, chị nói vậy là sai. Tại vì em là một cái người chia sẻ cuộc sống gia đình của em, thì dĩ nhiên nó có con cái của em ở trên đó. Mà một khi người ta đã cố tình muốn hại mình, ghét mình rồi, tự động người ta sẽ đem ra và người ta xúc phạm mình. Còn vợ chồng của em rất là hạnh phúc, cuộc sống vợ chồng em hạnh phúc. Nếu như nói như chị thì cháu nội của em nó có đụng chạm gì không? Nó có lỗi gì không? Nó có làm gì không? Họ vẫn đem ra để họ trù cháu nội em bị xe đụng cấp cứu. Đúng không chị? Cho nên là chị phải nhìn nhận. Nếu như mà chị hiểu, chị yêu thương em thì em cảm ơn chị. Còn nếu như chị nhìn nhận sai lệch như vậy thì em không có đồng ý rồi. Cái câu chuyện của em chia sẻ là em chia sẻ cái câu chuyện hôn nhân gia đình của em để cho tất cả những người phụ nữ và đàn ông luôn đã và đang có trong một cái gia đình mà đổ vỡ, có một cái gia đình chuẩn bị rạn nứt, để rút kinh nghiệm để cho có một cái gia đình hạnh phúc. Thì làm sao mà chị nói là đưa lên trên mạng để chồng phải có cái sự tôn nghiêm? Hả chị? Đây em đang chia sẻ cho tất cả những người để học hỏi, để mà rút lại, để có cái kinh nghiệm sống, để mà vợ chồng cùng nhau nhìn ra cái sai của mình để gầy dựng cho gia đình hạnh phúc mà chị. Sao chị vô chị đè chị nhận xét, chị nói là đem chồng ra, đàn ông phải có sự tôn nghiêm. Trời ơi cái gì vậy chị? Sau khi mà cái bình luận của cái chị này đó
thì đây có một vị khán giả. Vị khán giả này lạ quắc với tôi đây quý vị. Mà tại sao? Là vì cái vị khán giả này trước đó tôi có chia sẻ về cái em Phú mà bị tai nạn ở bệnh viện Chợ Rẫy mà giờ mất rồi đó quý vị. Thì cái em Ngọc Yến này là có chuyển khoản để giúp đỡ cho cái em Ngọc Phú này và chụp hình gửi qua cho tôi. Đó, thì em ấy mới xem cái bài chia sẻ 77 của tôi. Em ấy nhắn tin cho tôi như thế này đây. Tập này của chị bình luận hay quá chị ơi. Chồng của em nghe mà ảnh khen đáo để. Tức là cái em nhắn với tôi là con gái. Và cả hai vợ chồng của em ấy đều coi cái clip 77 của tôi chia sẻ về cái việc hôn nhân gia đình. Thì chính là người chồng của em ấy còn nghe còn khen là thấm thía những gì tôi chia sẻ mà chị. Những gì tôi chia sẻ để cho những cặp gia đình rút ra kinh nghiệm để không mắc phải giống y hệt như tôi, vợ chồng tôi, để cho có cái hạnh phúc lâu dài hơn. Trời ơi, đè vô chị nói là đàn ông có sự tôn nghiêm, trong khi đó những gì tôi chia sẻ là những gì tôi lan tỏa và chia sẻ kinh nghiệm đến mọi người để cho mọi người có cái cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Chứ đâu phải tôi lên tôi chia sẻ để phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Ví dụ như tôi lên tôi nói đàn ông vậy là bỏ đi, phụ nữ là phải vậy, phụ nữ là phải coi thường chồng, coi thường đàn ông đồ này kia, thì chị mới nói là đàn ông cần có sự tôn nghiêm. Còn trong khi đó là tôi lên tôi chia sẻ để cho mọi người rút kinh nghiệm để có một cái gia đình hạnh phúc, và vợ chồng của em này đều là fan của tôi, chồng và vợ đều rất là thích tôi chia sẻ trong cái việc hôn nhân gia đình. Để gì? Để cho vợ chồng em ấy và những cặp vợ chồng khác nhìn vào đó để mà rút kinh nghiệm để có cuộc sống hạnh phúc hơn mà chị. Sao chị nhìn nhận kỳ vậy? Có mình chị và nhìn nhận khác người ta. Còn tất cả fan của tôi đó, những người khán giả theo dõi tôi, cặp vợ chồng rất là nhiều nha. Nhiều lắm chị, chứ không phải ít đâu. Chị cảm ơn em rất là nhiều nha. Tại vì nếu như những cặp vợ chồng nào đều thích chia sẻ về hôn nhân gia đình của tôi chia sẻ đó quý vị, thì tôi bảo đảm rằng những cặp vợ chồng đó sống rất là hạnh phúc. Thêm cái bình luận này nữa đây quý vị, có rất là nhiều bình luận kiểu như là ghét không ưa rồi bắt đầu nhắm vô một cái câu nào đó, bắt đầu moi móc ra, giống y như cái kênh của cái em mà cá cảnh đó quý vị, thì cũng đưa tôi lên là giật cái tích. Giờ là không kêu em nữa, kêu con, tại vì nhỏ tuổi cỡ con tôi à. Đó, thì lên nói là giật tích, nói là chồng có bồ nhí. Trời đất ơi, tôi kể cái câu chuyện quá khứ của tôi đã trải qua. Và lúc đó là con tôi mới có 2 tuổi mấy, mà giờ con tôi nó 25 tuổi rồi quý vị. Thì nó hơn 22 năm rồi, 22 năm trước rồi, chứ không phải là bây giờ. Là tôi đang kể cái câu chuyện quá khứ đã qua của tôi vào nói để giật tích câu like đó quý vị. Phải chi ví dụ như hiện tại bây giờ mà chồng tôi nó là như vậy thì cười nó, mày lên mày nói cho nhiều đi, chồng mày bỏ mạng có bồ nhí. Còn cái chuyện trải qua cái thời trẻ đó quý vị, ai mà không có quý vị. Rồi, có một cái tài khoản Facebook là Trần Thị Cậy nè, bình luận như thế này đây quý vị. Đẹp mặt chưa? Thằng chồng còn mê gái nữa, không cố mà giữ nha. Thì khi mà tôi vào cái trang Facebook của Trần Thị Cậy này đó quý vị, thì tôi thấy rằng là có 2 đứa con nhỏ. Thì theo như tôi đoán là bé này còn rất là nhỏ, đáng tuổi con của tôi quý vị. Đó, dữ lắm là đáng tuổi cháu tôi thôi, khoảng tầm từ 28 tuổi đổ lại hoặc 30 tuổi đổ lại. Đó, mà vào bình luận nói cái câu như thế này: nè con, cái vấn đề nè, con còn nhỏ, con chưa có hiểu được cái câu là 70 chưa gọi là lành. Bởi lý do tại sao mà cái kênh của cô nó có rất là nhiều người lớn tuổi là fan ruột của cô luôn, là tại vì người ta đã trải qua, người ta hiểu những cái vấn đề của cô chia sẻ. Người ta hiểu được là vì cả cuộc đời của họ cho đến năm 60 tuổi, 70 tuổi họ vẫn chưa nhận được cái hạnh phúc từ chồng đền đáp lại đó con. Con hiểu không? Mà trong khi đó cô bây giờ mới 40 mấy tuổi thôi mà cô đã được cái tình yêu thương chồng đền đáp lại cho cô, thì đó là cái hạnh phúc. Và biết bao nhiêu người phụ nữ họ đã trải qua rồi, họ trải qua cuộc sống hôn nhân rồi, đến thời điểm đến khi họ mất luôn, 80-90 tuổi xuống lỗ luôn, họ vẫn chưa cảm nhận được cái hạnh phúc của người chồng chăm sóc yêu thương họ đó con. Chứ không phải là cái tuổi trẻ giống y hệt như con. Và hiện tại bây giờ nè, con còn rất là trẻ, con dám mở miệng như thế này. Con ơi, hãy học cái câu 70 chưa gọi là lành của những người lớn tuổi, những người đã từng trải qua. Con hãy học và rút kinh nghiệm đi, đừng có mở miệng ra nói kiểu này. Cô thì nghe cái câu này của con, cô không có giận đâu, nhưng cô biết được là con là một cái đứa chưa có trải đời, chưa có trải qua, cho nên con mới nói như vậy. Con phải ráng giữ trong cái cuộc sống hạnh phúc của con nha. Là phụ nữ rất là khổ, và nếu như người phụ nữ không đủ bản lĩnh thì cô bảo đảm với con, đến năm 80-90 tuổi con cũng không bao giờ được hạnh phúc giống y hệt như cô đâu nha.
Còn nói về cái vấn đề mà đàn ông mà có bồ nhí hay gì không biết giữ, nè, cô là một cái người có tự trọng và cô là người có cái giá của cô. Nếu như cái người đàn ông mà chồng của cô mà có bồ nhí, cô sẵn sàng để cho họ ra đi, ly dị liền ngay lập tức. Chứ không có cái kiểu mà sợ chồng bỏ hay là năn nỉ đồ này kia, không có con. Người phụ nữ mình phải có cái bản lĩnh của mình và mình phải có cái giá trị của mình. Nếu như họ không còn yêu thương mình nữa thì cứ để cho họ đi. Cái vấn đề đó là mình hết duyên, chứ không phải là tại mình xấu, chứ không phải là mình không bằng cái người phụ nữ kia, con hiểu không? Cho nên tốt nhất nè, con còn rất là trẻ, giữ cái hạnh phúc gia đình của mình. Và quan trọng nhất là cái người chồng của con, hiện tại đáng lẽ bây giờ con trẻ hơn cô, thì cái người chồng của con phải chăm sóc yêu thương con hơn cô, đúng không? Cô là bây giờ cô già rồi, vợ chồng của cô là đã già rồi mà cô được chồng yêu thương chăm sóc như vậy, thì đáng lẽ con là người còn trẻ thì phải được yêu thương hạnh phúc hơn cô, chồng con phải yêu thương con hơn cô, thì lúc đó con mới nhảy vô con đè, con bình luận và con dạy đời, con chửi cô được nha. Và thêm một cái bình luận này, tôi nghĩ là phụ nữ đây quý vị chứ không phải đàn ông, chắc chắn phụ nữ 100%. Cái nick bên YouTube là Hồ Ly Hu. Cái bình luận để như thế này, rảnh quá, đàn ông mà đã ngoại tình thì cả đời không thay đổi, có đổi 80 màu nó cũng ngoại tình, đã nói không nói tới đời ra ma mà sao cứ nói hoài. Một cái câu phải nói là giống y, một cái bé giống y hệt như nãy quý vị. Đầu tiên cái câu vô nói rảnh quá là cái câu này nên dành cho Hồ Ly Hu, là tại vì tôi đang chia sẻ với lại khán giả của tôi nha em. Mà em đè em nhảy vô rảnh quá, tức là em rảnh, em vô em hóng, em nghe chị nói, đúng không? Em mới là người rảnh chứ chị không có rảnh để nói chuyện với em. Cái vấn đề thứ hai em nói là đàn ông ngoại tình thì cả đời không thay đổi. Em biết tại sao không? Là tại vì em là một cái người phụ nữ cả đời em không thay đổi bản thân em, thì bảo sao cả đời chồng em nó không thay đổi. Vì sao? Bản thân của em là gì? Nhiều chuyện. Hai nữa, lết phết lợt phệt. Ba nữa là mỏ hổn. Bốn nữa là ăn không ngồi rồi. Năm nữa là nhà cửa dơ dáy không dọn dẹp. Sáu nữa là chỉ biết xài tiền chứ không biết kiếm tiền. Nữa là con cái không biết dạy. Thì cái loại người phụ nữ giống y hệt như là Hồ Ly Hu, giống y hệt như em, thì cả đời chị bảo đảm với em là chồng em không bao giờ thay đổi, hiểu không? Còn đây, bản thân của chị thay đổi lên hàng ngày. Hồi trước ở nhà ở không nuôi con, không có làm ra tiền, và sau đó chị mới thay đổi mình, chị làm một người phụ nữ hiện đại, phụ chồng, gánh vác với chồng để làm về kinh tế, chăm sóc chồng con, thay đổi sắc đẹp hàng ngày. Em mở miệng em nói là có thay đổi 80 màu đi chăng nữa chồng cũng ngoại tình. Điển hình vợ chồng chị đang rất là hạnh phúc. Và những cái video clip chị đều có chia sẻ lên, chứ không có giấu và cũng không có diễn. Còn em nói rằng em là một người phụ nữ hạnh phúc, đúng không? Nhưng tôi biết chắc chắn 100% em là người phụ nữ không hạnh phúc, cho nên em mới ganh tị với tôi. Em nói thay đổi 80 màu. Một cái đứa con nít mà vào nói bình luận theo cái kiểu hỗn xược và mất dạy. Dùng cái từ là mất dạy là đúng rồi, đúng không? Một cái người khán giả 60 mấy tuổi, chị ấy đã có chồng 46 năm mà không nhận được tình yêu của chồng là vì sao? Chị ấy không thay đổi bản thân mình. Có rất là nhiều người phụ nữ dù đến chết rồi vẫn không được hạnh phúc. Còn em nói tôi thay đổi 80 màu á, không cần, tôi chỉ cần 7 màu thôi là chồng tôi đã yêu tôi chết mê chết mệt rồi. Chồng tôi là vẫn luôn yêu thương tôi và hai vợ chồng tôi vẫn tình tứ với nhau, vẫn yêu thương nhau, chỉ cần 7 màu thôi chứ không cần 80 màu. Nếu như mà tôi thay đổi 80 màu thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là chồng em cũng chạy theo tôi luôn. Tôi chỉ cần 7 màu thôi là đủ rồi. 7 màu tôi đủ hạnh phúc với gia đình tôi rồi nha. Rồi em nói là không nói tới cái đời drama này nữa, nói hoài. Ai nói vậy? Hả? Ai nói vậy? Ai cấm tôi? Tôi đâu có nói gì đến drama, tức là những gì nói liên quan tới tôi thì tôi sẽ chia sẻ lại. Còn những cái câu chuyện nào nó ở trên cộng đồng mạng mà nó liên quan đến cộng đồng mạng nha, chứ không phải tôi nói riêng về cái em vô ơn đó, nó liên quan đến cộng đồng mạng và nó ảnh hưởng đến cộng đồng mạng, thì tôi sẽ là người ra chia sẻ rộng rãi cho mọi người biết để cảnh giác, yêu thương cho đúng chỗ, hiểu chưa? Hay là cái nick này của ai vậy? Nick này có phải là của em Mã Lai không? Hay là cái nick này của cái em vô ơn đó vậy? Hay là cái nick này của mấy em bên kia? Dòm vô là biết rồi, ai cấm tôi? Em có quyền cấm tôi hả? Tôi đâu có nhảy vô trong cái vấn đề mà tôi cào cấu, tôi chỉ chia sẻ những vấn đề nào liên quan đến xã hội. Giải cứu khoai lang là liên quan đến xã hội, hiểu chưa? Chứ không phải tự nhiên tôi nói về cái vấn đề của cái em đó, không có rảnh,
Tôi chỉ chia sẻ những gì tốt đẹp. Và nếu như lợi dụng trên xương máu của nông dân và lợi dụng tình thương của những người trên cộng đồng mạng để trục lợi thì cái đó cần nên vạch trần và đưa thông tin đến khán giả cho khán giả sáng mắt ra. Em hiểu không? Còn rất là nhiều ý kiến trong cái phần 77 để lại nha quý vị. Tất cả những ý kiến đó mà tôi cần thiết để lên trả lời. Nhưng mà bây giờ là thời lượng nó dài quá rồi quý vị. Với hiện tại bây giờ là nó cũng là 12 giờ đêm rồi. Cho nên Mission sẽ kết thúc cái phần 78 này. Và tiếp theo cái phần 79, Mission sẽ chia sẻ những cái ý kiến của khán giả đóng góp để lại trên cái clip của Mission chia sẻ nha quý vị. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Anh nhân haseyo ta me video mà na yo. I love you.